Thế nào kêu là già? Tóc chuyển màu, da nhăn nhăn, ăn không còn biết ngon, mà ăn vô rồi khó tiêu hóa, tay chân run rẩy. Hồi xưa ngồi cả ngày không mệt, đánh tứ sắc cả đêm có sao. Hồi xưa tứ sắc luôn còn sao, giờ nhức sắc à. Tự nhiên mình thấy mình mệt mỏi. Thì trong kinh sách định nghĩa thế nào là già? Từ tóc nha, tóc đổi màu, mắt mờ, da nhăn, răng rụng, ăn không ngon, ăn không tiêu, gối mỏi, tay rung, đủ thứ hết. Đó là hiện tướng của già. Bây giờ quý vị để ý coi, sức khỏe của mình mỗi năm là mỗi xuống dốc. Mỗi năm là mỗi xuống dốc, chứ đừng có nói là mình nói như vậy là nói có một cái khoảng cách, một cái chu kỳ là một năm đó. Chứ nhiều khi tháng trước tháng sau là mình đã thấy khác rồi. Thậm chí có những người đang khỏe sau một cái cơn bệnh ruột thừa ruột dư gì đó, đi vô một ca mổ ra là sức khỏe nó yếu liền. Cơ thể mình đó, mà hễ có sự giải phẫu là nhất định sẽ xuống sức. Đó là già. Nhưng mà ngược lại ở cõi cực lạc thì thân tướng hảo trang nghiêm. Tướng là cái tướng, cái form, hảo là đẹp, tướng hảo là tướng đẹp. Trang nghiêm ở đời này mình mà muốn đẹp là phải làm dữ lắm, đánh mấy lớp luôn. Trên này thoa đây thoa đủ thứ hết nó mới đẹp, chứ đâu phải tự nó đẹp đâu, mà khỏi cực lạc khỏi. Cho nên cái chữ trang nghiêm á nghĩa là khi chúng ta tu tập là có sự trang nghiêm. Pháp Hòa ví dụ ha, ví dụ như một Phật tử đi chùa thì gặp chư tăng, mặc mình mặc áo tràng xong gặp chư tăng chắp tay, mô Phật con kính thầy, đâu có làm gì đâu, mà mình nhìn Phật tử nói chà cô Phật tử đó trang nghiêm quá, đâu có cần phải xách một cái giỏ rồi đi tướng làm sao. Cái đó người ta kêu là gì? Quý phái sang trọng, chứ không phải trang nghiêm. Còn trang nghiêm theo cái chữ nghĩa của nhà Phật là người đó ở nơi đó có một cái cách cung cách mà người ta nhìn nó có một cái gì nó đầm thắm, nó điềm đạm, nó đẹp, cái nét thuần hòa trong đó. Cái đó gọi là trang nghiêm. Ví dụ mình thắp cây hương, thắp xong rồi lấy mình thắp hương đó, thay lấy cái tay quạt chứ không có lấy miệng thổi. Ta nhìn cái đó thôi, Phật tử này có học nè, có học oai nghi nè, phải không? Đèn thờ ở trên bàn Phật á, muốn tắt là phải có cái đồ chụp xuống, chứ hoặc là lấy miếng giấy đậy lên cho nó tắt, chứ không đưa cái miệng thổi. Nhiều khi có thói quen kêu tắt đèn cái đưa cái miệng thổi. Tại sao trong chùa không cho thổi đèn? Có hai ý. Một là mình thổi như vậy cái hơi dơ trong miệng mình nó có thể làm cho cái đèn dơ, thì mình cúng Phật không đủ trang nghiêm thanh tịnh. Ý nghĩa thứ hai, lỡ có con muỗi con gì nó đang bay ngang, do cái thổi của mình mà con muỗi nó rớt vô cái đèn đó nó chết. Cho nên chúng ta không có thổi đèn, cũng không có thổi nhang. Vì nhang là cái hương mình sắp sửa dâng cúng, mà cái hơi miệng mình nó không có được sạch thì mình thổi vô có thể làm ô uế cây hương đó. Thì bởi vì khi mình cúng là mình đem trọn tấm lòng của mình, ý nghĩa nó vậy đó. Cho nên á, chữ trang nghiêm là khi mình làm cái gì, mình nói, mình làm, mình đi đứng, ở trong đó nó toát ra được một cái đạo hạnh, một cái sự thanh tịnh từ nội tâm, thì nhà Phật gọi là trang nghiêm. Ví dụ như hồi nãy, giờ này đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh. Vậy thì muốn trang nghiêm thì chúng ta phải có sự thanh tịnh. Thanh tịnh nó mới trang nghiêm. Mình làm gì mà ồn náo thì người ta nói sao chỗ này nó nhộn nhịp, nó ung sùm.
Còn cái chỗ nào yên tĩnh mọi đông người mà vẫn giữ được cái nét yên tĩnh thì nó wow, trang nghiêm quá. Cho nên Phật tử chấp tạng, chấp ngay ngắn, xá Phật, xá chư tăng, cúi xuống, chứ không có xá sơ sơ. Có nhiều khi vừa xá vừa ngước, phải không? Mình xá Phật, xá xuống, thì chúng ta nhìn cái xá đó thôi trang nghiêm quá. Vậy thì cõi cực lạc là tướng hảo trang nghiêm lạc. Còn cõi đời này cái già nó chi phối. Do đâu mà con người dù không lo gì, con người nó cũng già, mà nó già theo thời gian, theo cái tuổi tác. Nhờ có nhiều người ta già mau hơn mà kêu già háp á. Hoặc là do đâu mà có người già lẹ, do lo lắng buồn khổ. Cho nên cõi đời này á, sở dĩ nó có những cái biến đổi nhanh lẹ là tại vì cái khổ nó chi phối mình. Có nhiều người chỉ một đêm rầu thôi, ngày hôm sau ra. Cho nên ta mới có câu là tâm sầu bạch phát, lòng mà rầu tóc bạc. Tâm sầu bạch phát, phát là tóc. Vậy thì cõi đời này chúng ta bị cái chi phối thứ hai là khổ, là già khổ. Nhưng mà cực lạc thì thân tướng trang nghiêm. Tại sao? Vì không ân, không oán, không sầu, không già, không chết, có đau luân hồi. Nói tóm lại, những khi chúng ta sao, dù chúng ta sống ở đời này, bây giờ so với cái người mà ít lo rầu với cái người thường lo rầu, hay nói cách khác là cái người sống mà tâm tư họ thảnh thơi nhẹ nhàng, nhìn họ tướng của họ nó cũng khác cái tướng lo rầu của người đang khổ đau. Rồi cái thứ ba, con người của chúng ta ở đời này bị chi phối bởi một cái thứ ba. Con người mình chi phối bởi cái thứ ba là gì? Là bệnh, phải không? Sanh, già, bệnh. Rồi bệnh là sao? Thật ra con người chúng ta đã có cái thân này thì cái bệnh nó sẽ đến. Nhưng mà có nhiều người bệnh lẹ hơn, nhanh hơn. Một phần là do đời sống của chúng ta hàng ngày. Ví dụ như mình ăn uống không có cẩn thận, ăn không có kỹ lưỡng cũng dễ bệnh. Rồi và hiện đời này, vì con người vì muốn đáp ứng những nhu cầu cho nên họ xài nhiều cái hóa chất hơn. Ví dụ ngày xưa mình ăn trái cây chín cây nhiều, bây giờ mình an toàn là trái cây gì? Có thuốc, có hóa chất. Tại vì con người càng đông, tiêu thụ càng lớn thì cây nào mà nó mọc cho kịp thì buộc lòng người ta phải bỏ thuốc. Rồi ngay cả bây giờ con vật cũng có thuốc luôn, cộng rau cũng có thuốc luôn. À, Pháp Hòa có thấy có những nơi người ta trồng xà lách, tối nay gieo hạt sáng mai có xà lách rồi. Thì bây giờ mình ăn, quý vị để ý hôm nào mình đi, mình hồi xưa mình Pháp Hòa nhớ hồi đó mình mới qua đây, mình mua rau á, về mình không có rửa gì hết á, để vậy mình gói trong báo á, mình cất trong tủ lạnh nhiều khi cả tuần. Bây giờ quý vị thấy không, rau nó mau hư lắm. Rau nó mau hư mà nó thối. Vì sao? Thuốc quá nhiều. Thì quý vị cứ tưởng tượng những cái chất đó mà nó vô trong cái ruột của mình, cái bao tử của mình thì sao đây? Đó là chưa nói người ta nuôi heo, nuôi gà toàn là ăn quá chất. Rồi mình mua về mình đâu có ăn liền đâu. Họ làm ở trong hãng á, khi nuôi là đã quá chất phải không? Rồi hãng đem về cắt thịt gì đó, ướp quá chất lần thứ hai, bỏ freezer, rồi đem ra bán. Bán mà hôm nào nó sale là mình đi ra mình hốt, hốt về cả tủ vậy đó. Mình đâu có ăn liền trong vòng tuần lễ, ăn 10 cái cục đó đâu, ăn mấy tháng trời. Rồi để trong freezer là đã một quá trình rồi phải không? Rồi ngày mai ăn là tối nay xả đá, đi làm về tối chiều bắt đầu cái đó nó mới tan đá. Thì quý vị tưởng tượng nguyên một cái buổi chiều mà nó xả đá thì bắt đầu nó đã có vi khuẩn rồi.
Rồi mình nấu xong rồi mình không có thời giờ, mình nấu một lần ăn tuần. Cứ như thế, cái độc hại nó phải tăng trưởng thôi. Đó là chưa nói hà tiện nữa nha. Chưa nói mình mà hà tiện mà cất giấu rồi để dành, rồi mà nó móc meo lên rồi xớt rồi cắt rồi gọt rồi ăn lại. Mình nói như vậy thì cái bệnh của cõi đời này, bệnh là căn bản rồi đó, nhưng mà chúng ta mau bệnh hơn và bệnh nhiều hơn là bởi vì cái đời sống của chúng ta, cái nhu cầu, cái tham đắm của con người chúng ta. Quý vị thấy ngày hồi nhỏ mình với con mấy đứa nít đây là khác rồi phải không? Rồi mấy đứa con nít mà nó sanh ở đây cả 20-30 năm về trước và con nít mà nó sanh ở đây hiện những năm tháng sau này khác nữa. Những đứa nhỏ hồi mấy chục năm trước á, nó không có iPhone, nó không có iPad, phải không? Nó không có internet. Vậy mà nó đời sống nó khá thiên nhiên. Bây giờ quý vị để ý có tất cả con nít nó đi tới đâu là mỗi đứa hát bài riêng một góc trời. Mỗi đứa một cái iPhone, mỗi đứa một cái iPad, nó vô mỗi đứa một góc, nó không nói chuyện với nhau. Mà lâu lâu mình nhìn vô mình thấy hí 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 nó cười, tưởng đâu nó giỡn, nó nói chuyện với nhau, thì ra là nó đang chơi game, nó thích thú cái gì. Hầu như cái sự liên hệ giữa con người với con người càng ngày càng giảm đi. Bây giờ chúng ta nhiều khi ở gần bên vậy chứ không có nói chuyện. Muốn cái gì là send message. Ổng ở trên lầu mình ở dưới mình bấm xuống ăn cơm ông. Ổng nhắn xuống ok rồi xong. Không, thành thử ra cái sự liên hệ giữa con người với con người mình cũng ít rồi. Pháp Hòa đi giảng cũng nhiều cái gì. Thì Pháp Hòa đi những cái chuyến đi mà gọi là công cộng. Bây giờ quý vị ra phi trường, quý vị ngồi coi, không ai nói chuyện với ai hết. Vì người nào cũng có một cái form hết. Và người nào ngồi xuống rồi là bắt đầu thế giới của mình nó nằm trên bàn tay của mình. Thật sự cuộc sống nó đã đưa con người đi tới đó, chứ nhiều khi mình không cố tình cố ý gì vậy. Nó thành một cái thói quen rồi, ngồi xuống là phải bóc phone check rồi. Nó quen rồi. Rồi Pháp Hòa đi hướng dẫn những cái lớp khóa tu chung chung vậy. Và nhất là phải đưa nó tối nó vô giường ấy. Ví dụ như vậy, bắt đầu mỗi đứa móc cái phone ra rồi bắt đầu nó có thế giới của nó rồi đó. Rồi mình phải đi kiểm soát, mình nhắc nhở. Rồi bây giờ hồi đó đó mình ngủ thiên nhiên lắm. Thậm chí mà ngủ mà mở quạt máy mình cũng không thích nữa, tại vì quạt máy nó làm cho mình dễ bệnh, dễ cảm. Bây giờ mỗi lần đi ngủ coi, phone nè, iPad nè, chạc điện để xung quanh. Ảnh hưởng cái này ghê gớm lắm. Vì trong khi điện đó, quý vị không, nó ảnh hưởng đến cái luồng điện, nó ảnh hưởng đến cái bộ não mình dữ lắm. Cho nên có nhiều người người ta còn khuyên mình không nên ngủ gần computer. Và nếu như mình ở trong cái phòng mình có computer là phải tắt hẳn, chứ đừng để nó on trong khi mình ngủ. Và có những em á, nó chơi game nhiều đến mức độ là cái chân mày nó rụng hết. Là tại vì cái điện lực đó. Quý vị tưởng tượng đi học từ 4 giờ chiều ngồi trên game cho tới 6, 10 giờ đêm, 11 giờ đêm. Ăn nó cũng bới một tô, nó vô nó ngồi nó ăn mà. Thì cứ ngày nào cũng có như vậy thì làm gì không ảnh hưởng đó. Cho nên ở cõi đời này chúng ta có một cái khổ là bệnh khổ. Nhưng mà ở cực lạc thì sao? Tự tại thanh thái lạc. Tại sao gọi là tự tại thanh thái? Có cái gì đó mà phải bị chi phối. Mình bây giờ có cái phone là chị, nhà chị có wifi, có password không? Rồi đi tới đâu cái có chỗ ghim điện cho tôi ghim chặt. Khoan, hỏi sức khỏe đó, tôi ghim cái điện, tôi ghim, tôi cho cái phone tôi nó khỏe một cái rồi mình tính sao. Không có tội lỗi gì, nhưng mà Pháp Hòa nói để rồi chúng ta thấy là cuộc sống của chúng ta nó bị chi. Bây giờ quý vị qua xứ nghèo, ví dụ như Ấn Độ,
Con người họ vẫn còn đang sống bằng cực lạc nha, tự tại thanh thái, không có cái gì để lo, trừ những cái thành phố mà gọi là sung túc thì không nói. Nhưng mà đa phần người dân Ấn Độ nghèo lắm, có những vùng chưa có điện nha quý vị. Chiều 4 giờ là người ta lo người ta ăn cơm đi, rồi chừng 6 giờ là trời tối là người ta sống trong bóng tối. Thậm chí là đoàn hành hương của mình lái xe đi những con đường đèn xe mình nó pha vô mới thấy là ồ, ở trong đó có một gia đình đang ngồi ăn cơm. Nhưng mà người ta khỏe lắm, đâu có lo nữa. Người ta đi đâu, người ta đi không cần lo, vì có nhà có gì đâu sợ mất. Đâu có cần set alarm. Còn mình bây giờ nè, đi đâu cũng set alarm, nhưng mà cuối cùng rồi quăng hình lên Facebook báo cho thiên hạ biết gia đình tôi đang đi chơi xa. Ăn trộm nó nói cảm ơn. Cảm ơn báo tin. Nó biết cái nhà này đi chơi tuần lễ rồi. Thành thử ra cái mà Facebook mà chúng ta đưa hình ảnh lên báo cho thiên hạ biết mình đang đi chơi đó, không? Nghe thì có vẻ sang trọng đó, nhưng mà mình đâu có biết nhiều khi trong cái vô hình, vô tình đó, chúng ta đã báo cho ăn trộm biết. We are not home. Feel free. Vậy thì cõi đời này chúng ta bị một cái bệnh làm khổ mình. Bệnh nó nhiều thứ nha. Bệnh thân, bệnh tâm, bệnh nghiệp. Bệnh thân nè, bắt buộc phải có rồi. Bệnh tâm có không? Có. Stress khủng khiếp. Quý vị biết cái mùa lễ này nè, đừng có nghĩ là mùa lễ này là thiên hạ exciting, vui vẻ nha. Có rất nhiều người bị stress. Stress là tại vì cuối năm rồi, mình phải thanh toán một số nợ, bill bổng, không có tiền, job không có, việc làm không có. Stress là vì quá nhiều bạn bè hòa cáp rồi mình phải lo. Stress là vì người ta vui sai với bè bạn người thân, mình cô đơn lonely một mình. Nhất là những người độc thân, họ không có tu tập thì rất là dễ bị stress. Như em đây. Alo. Trời ơi, tối 24 là người ta đi hết trơn. Ngon rồi thầy. Thầy có là bạn bè tới con đó ổng còn đông hơn đó. Dạ con đâu có nhiều đâu, chứ thầy là nhiều lắm đó. Thì thưa đại chúng là bệnh nó có 3 dạng: bệnh thân, bệnh tâm, bệnh nghiệp. Thì cõi đời này chúng ta chi phối bụng một cái gọi là bệnh đó. Nhưng mà bù lại cõi cực lạc không bị cái bệnh này. Vì sao? Vì tự tại thâm thái lạc, cho nên được gọi là cực lạc. Thí dụ cõi đó là Bồ Tát bất thối là bạn lữ, nghĩa là các vị Bồ Tát không còn thối chuyển trên đường tu làm bạn của mình. Còn ở đời này á, bất thối Bồ Tát bạn lữ ít lắm. Đừng nói nghe tặng quà mà không tương ưng cái tiền mà họ tặng mình, họ cũng nói mình keo nữa đó. Cho nên là họ tặng mình cái món hàng đó, mình phải biết cái giá trị của món hàng đó, rồi mai mốt tới phiên họ mình phải tặng tương đương, chứ không là người ta quánh giá. Ở cõi đó ta không có phải chuyện thù tạc giảng lai, mời mọc ăn uống, bao bọc với nhau. Còn cõi đời này bao làm sang làm xộp nó mau xẹp. Bao nó 5 lần mà nó chẳng bao mình lần nào là bắt đầu rồi đó, xài không được. Thí dụ vậy ha. Rồi chưa nói gì nữa, cõi đời này có những cái phong tục là gì, vô ăn chia bill. Ăn trăm nó hỏi bill muốn chia mấy lần. Khổ không? Vì sao? Vì cõi đời này còn thối chuyển lắm. Thối chuyển là gì? Lui sụt tâm tánh, phải thù tạc vãng lai. Người ta đối với mình như vậy, mình không đối lại là bắt đầu mất bạn. Rồi sợ người ta cười, sợ người ta nói đủ kiểu hết. Cho nên thối chuyển cõi đời này khá nhiều. Nhưng mà ở trên đó không có cái chuyện mời mọc vãng lai thù tạc gì hết. Cho nên khỏi lo.
Như vậy hôm nào mà chúng ta sống, chúng ta được quen biết những người bạn bất thối, mình có buồn, mình muốn nghỉ đi chùa, người ta vẫn khuyên mình trở về tu tập. Chuyện phiền não bạn bè, người này người kia, đó là chuyện bình thường của thế gian. Tại sao mình lại thối chuyển bằng những cái chuyện như vậy? Đó là bất thối Bồ Tát. Đúng rồi, chị ở nhà đi, đừng thèm tới đó nữa, đi chùa phiền não quá đi chi. Đây, đây là bất, là Bồ Tát thối chuyển nha. Chuyển là dời, thối là lui. Họ dời mình từ đây qua đây rồi họ lui mình mất đi. Cho nên ở đời này quý vị để ý, đừng có nói là bạn bè, là bà con ruột thịt với nhau cũng dễ buồn nhau đi. Chỉ cần xê xích một chút, nói chuyện mà sai một chữ họ cũng buồn mình. À, hoặc là lỡ mình không thấy, mình không chào họ, họ cũng buồn mình. Đủ thứ hết, sanh lão bệnh, phải không? Đó là tâm bệnh, thân bệnh, nghiệp bệnh. Rồi cái thứ tư của cõi đời này là gì? Chết. À, chết nó cũng có nhiều cách chết lắm. À, chết mà đun ra mà chết kêu chết ngất, chết lạnh kêu chết ngắt, xỉu kêu chết giấc. Nhưng mà cõi cực lạc thì thọ mạng vô lượng lạc. Cực lạc là thọ mạng vô cực, thọ mạng vô lượng. Cõi đời chúng ta thì thọ mạng hạn lượng. Ví dụ như mình nói hồi xưa đời người 100 năm, nhưng mà đời người giờ còn nhiêu? Có 60 năm mà. Nhưng mà có nhiều người còn không tới tới 60 năm nữa, chưa hết đời người nữa, thấy không? Và cõi đời này hiếm có người sống tới 3 số lắm, thường thường là 2 số thôi. 98 tuổi, 99 tuổi, ai mà được 3 số là lên 100, hiếm lắm. Pháp Hòa nhớ Hòa Thượng Trí Tịnh đó, mỗi khi mà Ngài khai thị, Ngài hay nhắc đó, hiếm có ai sống tới 3 số lắm. Cho nên hồi xưa người ta có câu đó, sơn trung tự hữu thiên niên thọ, thế thượng nan phùng bá tuế nhân. Ở trên núi cao tự có cây cả ngàn tuổi, nhưng mà ở đời này tìm một người 100 tuổi khó. Thế thượng nan phùng bá tuế nhân, kiếm một người 100 tuổi đâu phải dễ. Nhưng mà nếu chỉ cần lên rừng sâu kiếm cây ngàn tuổi khó. Vì sao? Vì chúng sanh ở đời này sanh hữu hạn, tử vô kỳ. Sanh thì có chừng, có biết chừng nào đó, nhưng mà tử không biết. Ví dụ mình nhìn cái người đó, căn bản một người mang thai là 9 tháng 10 ngày thì đó là sanh hữu hạn chứ gì, ai cũng có thời hạn để sanh. Nhưng mà tử thì vô kỳ, không nói được, không ai bảo đảm được thọ mạng của mình. Ở cõi cực lạc thì thọ mạng vô lượng. Cho nên Đức Phật A Di Đà có 3 nghĩa. Chữ A Di Đà có 3 nghĩa. Nghĩa thứ nhất là vô lượng thọ, nghĩa thứ hai là vô lượng quang, nghĩa thứ ba là vô lượng công đức. Đó là nghĩa của chữ A Di Đà. Nhưng mà nói tới vô lượng quang á, Đức Phật Di Đà có tới 12 ánh sáng. Vô lượng quang, vô đối quang, vô xưng quang, vô ngại quang, diệm vương quang, nhớ không? Quý vị hay đảnh lễ đó. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Lượng Quang Như Lai. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Xưng Quang Như Lai. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Diệm Vương Quang Như Lai. Thì những cái chữ đó là để diễn đạt lên cái ánh sáng của Phật Di Đà đó. Cho nên Đức Phật Di Đà có 12 ánh sáng. Vô xưng quang là không có gì tương bằng, vô diệm quang là rực rỡ, vô đối quang là không có cái gì có thể đối được, vân vân.
Siêu nhật nguyệt quang là vượt cả ánh sáng của mặt trời mặt trăng. Cái thứ năm, hồi nãy là Pháp Hoàng mình nói bốn cái khổ của thân nha, bây giờ bốn cái khổ tâm lý của thế gian nè. Con người của thế gian ta có cái khổ thứ năm là gì? Cái khổ thứ năm của chúng ta là cầu muốn mà không được là khổ, gọi là cầu bất đắc khổ. Đề khổ thuộc tâm lý, muốn mà không được khổ, có phải không? Cái gì mình muốn mà không được là mình buồn. Mà chắc gì muốn xong vui không? Chưa. Ví dụ thiếu gì, một hai là phải cưới cho được người đó, rồi cũng một hai phải báo biểu là phải bỏ người đó, ví dụ vậy. Cho nên ở đời này cái mình muốn mà không được là mình khổ, nhưng mà muốn rồi mà chưa chắc đã vui. Cho nên cái đó gọi là khổ khổ. Muốn đã là khổ rồi, xong tới hồi muốn mà được rồi rồi vẫn khổ tiếp. Ví dụ nói tôi rất muốn mua cái nhà đó, mua xong vui không? Vui chút đó thôi. Để ai hỏi nó nhà của ai? Nhà của tôi. Nhưng mà sẽ khổ 25 năm chả mòn ghép. Rồi còn gì nữa? Phải mua sắm cho nó tương xứng với cái nhà đó. Có thể đồ cũ của nhà bưng qua sàn cũng được nữa, nhỏ quá. Ví dụ vậy. Nhưng mà ngược lại cực lạc làm sao? Cực lạc là hân dục như ý lạc. Chữ hân là vui, chữ dục là muốn. Hân dục nghĩa là như ý, nghĩa là mình được toại nguyện những cái muốn, mà muốn trong cái tịnh lạc, trong cái hân hoan của mình. Mà cõi đời này muốn không được là khổ. Nhưng đâu dừng ngay đó, tiếp nói. Thí dụ bây giờ mình có con, không có con khổ lắm, buồn. Có đứa cho hữu hỷ. Nhưng mà khi mà có đứa con rồi là mình khổ chăm sóc nó từ lúc nó nhỏ cho đến khi nó 13. Khi nó bước sang tuổi 13 là cái khổ chăm sóc hết rồi. Bây giờ cái khổ gì? Lo lắng. Không biết nó chơi với ai, nó quen với ai. Rồi mình mong cho nó học thành tài, nó có vợ có chồng cho mình yên. Chắc yên không? Không. Nửa đêm mà thấy điện thoại nó là rầu rồi đó, không biết chuyện gì nữa đây. Đó, mà bây giờ mình có một đứa con, mình giữ con cho nó mà mình không giữ đứa thứ hai nó buồn. Mà đứa thứ hai mình không, mình giữ xong mà đứa thứ ba nó sanh mình không giữ nó buồn. Cho nên cái mình muốn thì được rồi đó. Nhưng mà sau đó rất nhiều cái chi tiết sau cái muốn đó của mình. Khổ lắm chứ đâu. Thầy trụ trì thầy than hoài hoài. À, thầy lâu lâu cái sao giấy tờ nó đòi này đòi kia. Ở ngoài cái chỗ mấy đất mới. Pháp Hòa đó, thầy ơi, thầy muốn cái gì ở xứ này? Người ta biểu á, ở đây là cái xứ luật. Cái xứ của mình đây là xứ luật. Chứ nó không, luật thì nhiều mà rừng thì ít. Có nhiều xứ rừng nhiều mà luật ít. Còn cái xứ này là rừng ít mà luật nhiều. Nó có hai loại permit sau khi xây chùa xong. Cái permit thứ nhất là cái permit về building. Cái permit thứ hai là cái permit sinh hoạt. Mình xây xong cái chùa, nó vô nó kiểm từng chi tiết cho cái permit đó, nhưng mà không cho sinh hoạt là vì chưa có hệ thống cứu quả. Mà muốn được cái giấy phép sinh hoạt là phải chịu tốn tiền để mà mướn cái sở cứu hỏa tới, cái họ gắn hết cái alarm system cho cái building đó. Mà cái đó là tối ưu quan trọng. Vì mình xây xong mình không cho sinh hoạt là xây để làm gì? Cho nên mình không hà tiện xây cái chùa Bạc Triệu, không hà tiện. Cuối cùng hà tiện 5,000 gắn alarm thôi. Thì không được. Cái luật nó là vậy đó. Nơi nào có người ở dù một đêm cũng phải có vấn đề an toàn. Không có là không được. Cho nên ở cõi kia người ta không có muốn cái đó. Tại vì sao?
Vì bất cứ nơi nào người ta ở cũng đều là thanh tịnh một màu. Còn ở đây là mình muốn cái gì là phải làm cái đó. Mà làm á, cái này nó xanh là cái kia nó xanh, cái này xanh, cái kia nó xanh. Chứ đâu phải bình thường. Cầu muốn mà không được là khổ. Nhưng mà muốn rồi mà được cũng chưa chắc đã muốn. Ví dụ như nay tôi muốn qua Mỹ, tôi muốn qua Canada, qua được tới đây rồi, vui con xong cái muốn qua thôi. Giờ qua làm gì? Không biết tiếng Anh thì phải đi học, không có việc làm là phải đi xin, vân vân. Cho nên chắc gì qua đây đã là hết khổ đâu. Cho nên nó tiếp diễn. Đó là cái khổ thứ 6 của cõi đời, là cầu muốn không được khổ. Cái khổ thứ 7 của cuộc đời là gì? Thương yêu mà xa lìa khổ. Cái gì mình thích mà nó mất thì mình khổ. Trời ơi, đừng có nói chi là con người nha, của cải thôi. Nhiều khi mình đi vô trong nhà vệ sinh, lúc mình rửa tay, mình lột, mình làm xong đi ra quên. Vừa đi ra thổi thôi, chừng mấy phút sau quay lại, nó đi lên cõi trên ở. Trời ơi, tức muốn chết. Nó sao bữa nay nhí Phật mà tôi xui quá. Đi chùa niệm Phật từ sáng giờ Phật không phù hộ. Cái gì mình thích mà mình phải xa lìa là khổ. Và là ái biệt ly khổ. Tại sao? Tại sao trong này có cái khổ? Vì chúng ta bị một cái then chốt là gì? Là ái. Ái nghĩa là gì? Yêu thích. Mà cái gì mình yêu thích là nó có đối tượng. Mình là người yêu, người kia là được mình yêu. Hay nói cách khác là người đó là người yêu của mình. Hãy cái gì mình yêu là phải của mình nha. Mà hãy cái gì còn cái của mình á là mình khổ. Nhưng mà thật sự không có gì của mình hết. Cái nhà cũng phải của mình, vợ cũng phải của mình, con cũng phải của mình. Vì mình ái nó quá cho nên mình nghĩ nó là của mình. Thí dụ mình có một thằng con trai duy nhất là mình nghĩ nó là của mình, thương nó mà. Khi nó có, nó không có vợ mình rầu lắm. Mình muốn nó có vợ. Nhưng khi nó có vợ xong rồi, khi nó có vợ xong rồi thì mình lại ganh với cái người dâu. Tại vì con dâu bây giờ phần tình cảm của mình với đứa con, mẹ chồng nàng dâu bắt đầu có chuyện. Vì mình có đứa con duy nhất, cho nên mấy người mà có con duy nhất mà thiếu sự tu tập, thiếu sự bao dung, nhìn xa thấy rộng là lúc nào cũng sẽ bị cái đó. Vì mình nghĩ mình mất một phần tình cảm. Mà cái chuyện đó làm sao được? Hồi xưa nó ở với mình, đi làm về nó lúc nào nó cũng có mình nó lo. Bây giờ mình đi kiếm người thứ hai thì nó phải chi phối thời gian và công việc chứ. Tại sao mình lại muốn nó y chang như cũ nữa? Không hiểu được điều đó là bắt đầu có chuyện. Cho nên từ đó cái bây giờ mình ái nó rồi mà mình cảm giác là nó biệt ly mình, cho nên mình khổ. Mà mình thiếu cái sự nhìn rộng là hai người là thời gian nó phải chi phối khác. Hai người là nó phải, rồi mai muốn nó có con tới ba người là nó phải chi phí khác. Mà nó có ra gia đình, nó ra riêng thì nó phải có chi phí khác. Mình không hiểu cái chỗ đó, mình cứ thấy một phần của mình thôi. Cho nên cái gì là của mình thì cái đó mình khổ. Vì mình đặt để phải là của mình. Ở đời này không có gì của mình đó. Cái xe mình mua mà chưa trả hết nợ cũng chưa chắc là của mình. Xin lỗi, thậm chí vợ mình cưới cũng chưa chắc của mình. Chồng mình đó mà cũng chưa chắc là của mình. Chứ không có gì ở đời này của mình đó. Nhưng mình chắc nó là cái của mình. Cho nên có chữ ái trong đó, có đối tượng. Chứ mà ở cõi cực lạc thì gì? Hải chúng thường tụ lạc. Chúng là ta đông như biển vậy đó, gọi là hải chúng. Quy tụ lại nhưng mà vui, không có làm khổ nhau. Ví dụ như bây giờ đại chúng tập hợp về chùa đây nguyên ngày nè. Đó, cái này là hải chúng tụ lạc nè. Không có dành thầy tôi, chỗ này của tôi, cái mỏ này của tôi. Của chùa. Bữa nay anh tới đúng duyên, anh lên anh thỉnh cái mỏ đó. Cái mỏ này tôi thỉnh, tôi thích, tôi vừa tay tôi.
Bữa nay tới tôi lấy cái mỏ này ra, tôi tụng xong tôi đem cất cái mỏ. Người khác tới cứ lấy mỏ của họ ra tụng. Hôm qua chú Trung Chánh chú nói thầy thầy con xài mỏ nhỏ được không? Nói con có cái mỏ rồi con muốn xài mỏ lớn. Cái thứ bảy là ái biệt ly. Hồi nãy là cầu bất đắc, bây giờ là ái biệt ly. Cái thứ sáu là ái biệt ly. Vì chúng ta có cái dính mắc cho nên ở cõi cực lạc thì không như vậy. Hãy chúng thường tụ lạc. Bởi vì không có cái gì mình dính hết. Rồi bây giờ cái thứ bảy á, cõi đời này là gì? Thương mà xa lìa, nhưng mà cái ngược lại của nó là gì? Ghét mà cứ gặp. Gọi là oán tắng hội khổ. Đó, cuộc đời mình bị chi phối cái thứ bảy này nè. Mà cái này của bộ hơi khá. Mình sống sao không biết. Mà liếc cầu rốt cuộc xung quanh mình người nào cũng ưa hết á. Mà đôi khi mình không bao giờ mình thấy cái đó. Nhưng mà người khác ta để ý. Ta lại ta nói chị, anh có quen năm thôi đừng nói tới nhỏ nó cũng ưa. Tự sao mai mốt mình gặp hỏi biết bạn không, thôi đừng nói tới nhỏ tôi ưa, mà mình sống sao rốt cuộc mà không ưa ai chân á. Cái này mình phải hỏi lại là ủa vậy là cái máy của mình, cái máy tình thương của mình nó có vấn đề hay là thiên hạ xung quanh có vấn đề. Có nhiều khi á mình ghim điện vô không có điện đem dục rác. Nhưng mà mình quên cái điều là đâu phải cái máy nó hư, mà có thể là do nguồn điện chỗ đó nó hư. Cũng thế, coi chừng cái nguồn tình thương của mình nó bị something wrong. Nhưng tại sao không lẽ người ta xung quanh ta sống dở đến mức độ là đến với mình kêu là ta trở thành người thấy ghét sao? Cái này mình phải quán lại. Quán tắng hội. Tôi không ưa nó mà sao tôi gặp hoài. Rồi mình cứ đi tha, mình đi khoe với người này người kia đó. Người ta nghe mình riết ta ớn, người ta nói thôi ôi, cái chị này ai chỉ cũng ưa hết thôi, tôi cũng né chị đi. Chứ bữa nào tới phiên tôi. Chị ghét được người một thì chỉ ghét người hai, mà chỉ ghét năm người thì tôi chỉ là người thứ sáu. Có ngày cho quán tăng hội. Nhưng mà cõi cực lạc thì không như vậy. Bởi vì sao? Cõi cực lạc là thượng thiện câu hội lạc. Thượng thiện câu hội là gì? Toàn là những người có cái tâm thượng thiện, không có cái tâm nhỏ. Mình còn giận người ta là tại vì cái tâm mình nó còn nhỏ nhất. Nó còn thiếu cái lượng từ bi, nó thiếu cái tâm bao dung. Chứ còn nếu mà mình đủ cái tâm bao dung á, thí dụ bây giờ người đó người ta nhỏ mà nó hổn đi, mình trách nó nhỏ mà hổn với tôi ghét. Nếu người có tâm bao dung gì, nó nhỏ, nó không biết, nó hổn. Mình là người lớn, không có trách nó. Nếu mà mình ấy mình dạy nó, đó, cái đó là cái tâm bao dung. Thấy không? Rồi ví dụ như giờ cái đứa kia nó mới đi chùa mà được thầy thương hơn. Nó mới đi chùa mà nó biết nịnh, mà không thầy nó thương. Mình nghĩ khác nha. Thầy có lòng từ bi. Người mới tới thầy luôn luôn thầy giang tay, thầy tiếp nhận để cho họ quen dần với chùa. Mình lên cái tâm mình phóng ra. Thật sự nãy mình nghĩ vậy là được, nhưng mà thường lắm. Mình phóng ra rộng đi. Cái người đó họ là mới nè. Hay là thậm chí mình nói cái người đó còn trẻ, họ có thể lo được cho chùa, thôi mừng. Chùa có thêm được một người trẻ để người ta lo cho chùa. Ví dụ vậy đó. Nhiều khi cái đứa con mà nó hay làm khổ cha mẹ, mà cha mẹ lại quan tâm nó nhiều. Anh chị thấy nóng ruột, con đưa tiền cho má nhiều, má cũng cho cái thằng đó, nó phá hưng, nó phá của. Nhưng mà nếu mình làm cha mẹ mình sẽ nghĩ khác. Thưa đại chúng, sông mà càng sâu, ở dưới đáy nó càng bình lặng. Lòng của cha mẹ cũng thế. Tình thương là bình đẳng như lòng đại dương, nhưng mà nhấp nhô là tùy theo cơn gió. Cũng giống như tùy theo mỗi hoàn cảnh, mỗi đứa con mà tình thương mình nó có khác. Nhưng mà thật sự bình đẳng hết. Con nào mình cũng thương. Nhưng cái đứa nó đầy đủ thì mình không phải lo nhiều. Cái đứa nó thiếu thốn thì mình gia tâm.
Thậm chí cái đứa nó càng hư thì mẹ lại càng thương nó. Không phải thương là gì, tưng bốc nó mà thấy nó tội nghiệp. Bao nhiêu đứa thành công có mình nó trót lọt. Nếu mình nghĩ anh em mà nghĩ rộng ra, mình có 7 anh em, 6 người thành công, đứa thứ 7 nó hốt hết của mình. Bao nhiêu cái nạn, cái dở nó lãnh về phần nó. Mình thương lắm. Mà nhiều khi mình không giúp được cái gì, nhưng mà tình thương mình trải ra cho nó, thì tự nhiên nó diệt được cái chữ oán, cái chữ ghét ở trong tâm thôi. Thật sự ra, thí dụ mình cái người đó ta làm chuyện thấy ghét, mình ghét không sao đó, nhưng mà cái đó là bình thường. Mình hãy tu sao mà đưa cái bình thường là lên cái phi thường. Phi thường là người thấy ghét mà mình không ghét. Không thương cũng không sao, nhưng mà đừng ghét. Cuộc đời này giữ cái tâm mình, dù mình không thương được nhưng đừng ghét. Đã không thương mà ghét nghĩa là mình không có chất bổ mà lại còn mang chất độc vô nữa thì uổng quá. Thí dụ như đấy, tôi không khỏe nhưng tôi không bệnh, tôi bình thường là tôi vui. Tôi không giàu nhưng tôi không nghèo, tôi bình thường đủ sống là tôi vui. Tâm ta cũng thế, tôi không thương được người đó nhưng mà may quá tôi bình thường với người đó, tôi không ghét họ. Tôi gặp họ tôi vẫn chào nhưng tôi bình thường. Ráng giữ được cái đó là mừng rồi đó. Còn nếu thương được thì quá tốt, còn không thương được cứ bình thường. Thí dụ như á, mình không có của để cho ai nhưng đừng ăn cắp. Đã không cho mà còn ăn cắp của người ta thì tệ rồi. Còn nếu mình hay hơn nữa cho, còn lỡ không có cho đừng lấy của người ta. Thế thôi. Vậy thì nếu mà mình sống được như vậy đó, làm tâm của mình là cái tâm thượng thiện. Cho nên ở cõi cực lạc ta nói sao, toàn là các bậc thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Toàn là sự có mặt của các bậc thượng thiện nhân. Ví dụ như hôm nay ở đây cả ngày, nhường với nhau cái chỗ ngồi, nhường nhau một cái món ăn. Thí dụ tới phiên người mà còn có một tô phở mà hai người, còn không sao, có ăn hoài, bác dùng đi, có ăn cái gì cũng được hết. Thế nữa, mình nếu mình sống được như vậy đó là mình giải được cái oán, cái trách của người mà tự nhiên nó làm cho cái tâm mình sống đẹp. Thật ra mình trách người ta là chuyện bình thường, không ai nói gì được mình cả. Có cái điều là mình hãy đưa cái tâm mình tới cái chỗ thượng thiện cao chút, là vượt cái bình thường, là người đó như vậy mà mình vẫn có thể ôm ấp được. Thì cực lạc thì không thế, còn đây là cực khổ nè. Chính mình sống vậy cho nên lúc nào tâm mình cũng có vấn đề hết. Thưa đại chúng á, ráng sao mỗi ngày mình nghiệm lại, hôm nay tâm tôi có buồn ghét ai không? Nếu không, tôi hân hoan cho ngày này, vì tôi đang sống trong cảnh cực lạc. Cuộc đời này coi vậy chứ giữ tâm mà không ghét ai khó lắm. Thôi giờ mỗi ngày đi ha. Mỗi ngày trước khi đi ngủ nghiệm lại, ngày hôm nay tôi có thù ghét ai không? Nếu không, tôi mừng cho ngày này. Ngày mai sáng mở mắt ra, thức dậy miệng cười 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn mắt thương nhìn cuộc đời. Tôi sẽ nhìn cuộc đời bằng con mắt thương, để ngày hôm nay tôi ráng thương. Có nhiều khi mình ráng dữ lắm. Ráng ăn, ráng ngủ, ráng làm, ráng đi, ráng tu, mà thương là nhưng không có ráng. Cái gì cũng có ráng mà không có ráng thương. Có nhiều khi mình nghe lời Phật dạy, thôi kệ Phật nói vậy để tôi ráng thương đó. Thương hồi mỏi mệt quá, bị tôi gồng quá, tôi ráng thương quá. Tôi làm sao mà mình thương được cái bình thường. Rồi bây giờ cái cuối cùng ha. Cuộc đời này, cái cõi đời này, chúng ta có một cái khổ nữa, cái cuối cùng là ngủ ấm xí thành. Ngủ ấm là gì? Sleep well. Ngủ ấm không phải là ngủ không lạnh. Chữ ngủ này là năm, chữ ấm này là cái chất
năm cái chất mà nó hỗn tà hỗn hợp lại để có con người là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, trong Bát Nhã Tâm Kinh nói đó. Cái này gọi là ngũ uẩn, nó gom lại để duy trì con người. Ví dụ như cái thân xác mình là sắc, cảm nhận vui buồn, nóng lạnh, thọ, tưởng tượng. Hồi nãy bác nó không biết còn đây không? Pháp Hòa xuống cái Hoàng ngồi, cái bác nhìn Pháp Hòa ngồi, cái bác chồm tới hỏi: thầy có phải thầy Pháp Hòa không? Dạ phải. Trời ơi, ở ngoài trẻ hơn trong phim. Như vậy là hôm nay trong phim, mình coi phim là mình tưởng, phải không? Sắc, thọ, tưởng. Hành là gì? Là sự vận hành liên tục. Thức là sự phân biệt. Vậy thì có phải rõ ràng năm cái này nó làm nên con người mình không? Mình có sắc thân, có cảm nhận, có tưởng tượng, có liên, có sự vận hành liên tục, và nhìn gì là phân biệt ngay. Nhìn anh này, ồ anh này nấu chè ngon nè, à chị kia nấu canh ngon nè, cái thức nhìn gì là biết ngay, phân biệt liền. Con người mình sống năm cái đó, năm cái đó gọi là ngũ uẩn. Nhưng mà nếu năm cái này nó làm khổ mình thì gọi là ngũ ấm, cũng là nó. Nhưng mà hai trường hợp để xài chữ, nó chỉ là một sự kết hợp để duy trì con người. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, chúng ta gọi là ngũ uẩn. Nhưng nếu chúng ta bị dính mắc đó, thay nó thay đổi mình buồn, sắc diện mình thay đổi, cơ thể thay đổi, sắc tướng này thay đổi buồn, cái thọ mình nó giống như mình muốn, cái tưởng mình nó giống như mình nghĩ, buồn khổ nó chi phối mình, vui buồn thịnh suy, cái này gọi là ngủ ấm xí thành. Thức khuya chừng vài ba hôm mà ăn chả giò chừng bữa mà ăn nhiều chút, thiếu ăn đồ mát là bắt đầu mụn nổi, miệng đau vân vân, xí thành. Nhưng mà ở cõi cực lạc thì sao? Thân tâm tịch tịnh lạc. Thân và tâm này, chữ tịch là vắng lặng, chữ tịch là vắng lặng, tịnh là lắng trong, lạc là niềm vui. Vì con người ở cõi cực lạc, người ta sống thân tâm người ta lúc nào cũng ở trong cái trạng thái tịnh lặng. Còn mình thì sao biết không? Thấy là exciting, cho nên mình dễ bị dụ lắm. Ví dụ bây giờ mình vô mua cái món hàng, thấy cái món đó mắt sáng lên, nhào tới bưng lên, rồi cái người bán biết rồi đó, đánh tâm lý liền, anh mê cái này lắm, nhất định không xuống giá. Tâm lý mà, có người ta sống tâm lý, cho nên mà cái gì mình thích mà biểu lộ liền à. Để ý ha, người nào mình thích cái nhào tới ôm bắt tay, còn người nào mà không thích coi thấy quýt lẫm lắm. Nó biểu lộ liền. Chứ cái người mà người ta có đủ cái tịch tịnh, ta nhìn ta biết liền, rồi không ưa nhau rồi. Còn thậm chí á, bình thường với nói về cái người đó là mình nói ờ bữa nay chỉ đi anh đó đi đây, chị kia đi kia, mà bữa nào mà giận nhau hỏi ta biết à, tôi không biết à, lúc này tôi biết đâu à. Rồi thần anh giận em rồi. Vậy thì nói tóm lại, cực khổ của ta bà, của ta bà là sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, muốn không được cũng khổ, thương mà xa lìa khổ, ghét mà gặp gỡ khổ, năm ấm thịnh xuyên khổ. Ngược lại, cõi cực lạc, liên hoa hóa thân lạc, tướng hảo trang nghiêm lạc, tự tại thanh thái lạc, thọ mạng vô lượng lạc, hân dục như ý lạc, thượng thiện câu hội lạc, và thân tâm tịch tịnh lạc. Tám cái đó được gọi là cực lạc. Còn ngược lại, tám cái này gọi là cực khổ cõi ta bà. Nói như vậy không phải đợi tới chết mới lên trên kia hưởng nha. Nếu chúng ta biết chuyển thì ngay ở đời này, chính tám cái khổ này chúng ta chuyển nó thì chúng ta cũng có được niềm vui với nó. Ví dụ sanh khổ mình không tránh được rồi, vì chúng ta không tránh được, nhưng mà chúng ta biết nó. Vì biết được nó cho nên sao? Mình không có khổ với nó.
Và thậm chí mình sống chuyển cái tâm, cái tâm mà còn phiền muộn là tâm của bùn, tâm vượt thoát là tâm của liên hoa. Cho nên Phật ngồi hoa sen, thật sự Đức Phật không có ngồi trên hoa sen, chứ đâu phải Phật đi đâu cũng có hoa sen đỡ ngồi như phim Tàu mình coi, phải không? Phật ngồi vậy đi đâu khói phun rồi, đừng có tưởng Phật kiểu đó nha. Phật bình thường, nhưng mà trong Phật có một cái là thân tâm tịch tịnh. Cho nên lời nói của Ngài, hành động của Ngài lúc nào cũng vượt những cái bùn nhơ. Mà người ta muốn biểu tượng cái đó, cho nên người ta mới tạo cái tượng Phật ngồi trên hoa sen, đứng trên hoa sen. Chứ không phải là ngày xưa Phật thật sự đi đâu cũng có bông sen ngồi đó bay bay vòng 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 vậy đó. Và mình đang nhắm mắt thì mình cái Phật xuất hiện, Phật khói phun ra, Phật nói what do you want. Mình hiểu Phật như vậy là mình tội nghiệp cho Phật. Khi nào tâm mình không còn dính khổ đau phiền muộn là vượt thoát. Cho nên á, hoa sen xanh là vậy đó, không còn nhiễm ô của dục lạc. Cho nên hễ có dục, có dục theo thế gian á, có ái dục theo thế gian là có sự khổ. Lạc thì chút đó, nhưng mà cái khổ nó dây dưa. Còn ở cõi cực lạc á, thì người ta thật sự vui là vì người ta không có sanh nở như thế gian này, mà người ta hoa sen hóa sanh. Thì cũng giống như đó, chúng ta ngồi đây ai cũng đã từng một lần sanh của thế gian rồi. Nhưng khi mình hiểu đạo, mình liên hoa sanh ở trong chùa, bây giờ không có bị nhiễm ô gì nữa. Cho nên thưa đại chúng, mình không vì ông năm, ông bảy, ông tám, ông mười mà đi chùa, thì ngày nay cũng không vì các ông đó mà mình bỏ chùa. Nghe đầu mình đâu phải vì họ đi. Thì nói cách khác, mình không vì họ mà phát tâm tu. Mà nếu mà vì thấy chúng sanh khổ mà phát tâm tu, thì chúng sanh có làm khổ mình phải tu dữ nữa. Tại vì thấy không, không tu là dính chùm khổ, mình cũng là một chúng sanh khổ. Cho nên đặc biệt lắm. Bồ Tát nghĩa là gì? Là những người chúng sanh như chúng ta, nhưng các ngài giác ngộ, và lấy cái giác ngộ đó giác ngộ lại cho chúng sanh, cho nên gọi là Bồ Tát. Thế thì chúng ta cũng là những chúng sanh khổ đây nè, và chúng ta đang muốn vượt khổ. Còn nếu không thì chúng ta cộng khổ. Chúng ta là những người có nghiệp, và chúng ta đang tu để chuyển nghiệp. Còn không thì chúng ta cộng nghiệp. Và thưa đại chúng, bây giờ mình ngồi đây, tất cả chúng ta có đồng ý là ai cũng có nghiệp không? Mình nghiệp dữ lắm, có điều là mỏng hay dày, nhiều hay ít thôi, chứ không có ai không có. Không ai dám vỗ ngược xưng danh nó tôi hết nghiệp rồi. Nguy hiểm nha. Hết nghiệp là không có ở đây. Hết nghiệp ở trển. Mình còn nghiệp. Nhưng mà cái quan trọng là mình biết chuyển nghiệp. Chứ mình không có hết nghiệp. Cái tu của chúng ta là chúng ta cố gắng để chúng ta chuyển cái nghiệp của mình. Mà mình chuyển được cái nghiệp của mình thì mình có hạnh phúc, mình có an vui. Thưa đại chúng, mình dời phong thủy, dời nghe, dời cái cửa, dời cái bàn, dời ghế, dời cục gạch, không bằng dời cái cách sống. Mình phong thủy không bằng mình phong thủy của chính mình. Cho nên Khổng Tử nói tâm mà bất chánh phong thủy vô ích. Đó là lời Khổng Tử nói. Nghĩa là cái tâm mình chưa yên. Cái chữ bất chánh ở đây nó cũng không có nghĩa rộng, hay là một cái nghĩa là chúng ta nghĩ là cái xấu ác. Tức là cái tâm mình nó không có ngay, lúc nào mình cũng nghĩ cái điều lệch. Cái lệch gọi là tà, cái ngay gọi là chánh. Cho nên tâm mình không nghĩ chánh mà cứ nghĩ cái điều tà thì phong thủy vô ích. Bởi vì phong thủy nào dù mình mai mình dời cửa mốt bây giờ mà cái tâm niệm sống không đổi thì ai mà chịu mình cho nổi. Thì cuối cùng người đó cũng dời luôn, nghĩa là dời nhà.
chứ không phải là nhờ cái gì hết. Cho nên cái quan trọng là chúng ta phải thấy được, mình phải trở lại để mình thấy được cái nhận thức của mình, mà lâu nay mình sống bằng cái gì. Đức Phật gọi chúng ta có bốn cái nhận thức. Một là nhận thức của phàm phu. Giờ giải thích chữ phàm phu. Phàm phu là gì? Đơn giản lắm. Phàm phu nghĩa là người tầm thường, hiểu biết nông cạn, gọi là phàm phu. Mà nếu mà mình tệ nữa đó, là hai chữ gì kế bên? Tục tử. Phàm phu là chuyện bình thường, nhưng mà mình không muốn làm phàm phu tục tử. Tục tử là gì? Là cái người tầm thường mà lại sống bằng cái tâm đó nữa. Tất cả chúng ta ngồi đây, tu không tu gì cũng là phàm phu hết, là người thường. Mà chính mình là phàm phu, cho nên mình quy y Phật để mình làm Phật tử. Phàm phu Phật tử còn hơn là phàm phu tục tử. Bởi mình quy y Phật là để mang cái năng lượng Phật vô trong mình, để mình chuyển cái tục tử đi. Tuy mình sống trong cõi đời, tuy mình vẫn sống trong cõi phàm, và mình vẫn là một người phàm. Mà phàm thì nó đi ngược với gì? Thánh. Phải không? Phàm là nó đi ngược với thánh. Cái lời nói, cái nhận thức của mình sai, cho nên rồi lời nói mình nó cũng sai. Cho nên cái đó gọi là tà kiến, dẫn tới tà tư duy. Tà tư duy dẫn đến tà ngữ. Tà ngữ dẫn tới tà tinh tấn, dẫn tới tà nghiệp, tà định, vân vân. Cho nên một cái mà nó tà, nó dẫn nguyên đà tà theo. Một cái mà chánh thì nó gánh nguyên gánh chánh theo. Mà sự thật là vậy. Ví dụ mình thấy đúng, mà thấy mà đúng là suy nghĩ đúng, suy nghĩ đúng là miệng nói đúng. Cho nên thấy đúng là chánh kiến, nghĩ đúng là chánh tư duy, nói đúng là chánh nghiệp, là chánh ngữ. Mà hành động mà sống đời sống đúng gọi là chánh nghiệp. Rồi siêng năng truyền bá cái đó đúng gọi là chánh tinh tấn. Còn một khi mà mình nhận thức nó sai, mình nói sai. Ví dụ nè, ví dụ như là mình có một cái nhận thức đây, Phật Di Đà lớn hơn Phật Thích Ca, cho nên là phải treo Phật Thích Ca cao hơn. Thật sự ra chỉ có mình tranh chỗ ngồi chứ Phật nào tranh đâu. Bây giờ mình để Ngài ngồi đâu Ngài cũng chẳng nói I sit in the wrong place. Ngài không hề nói câu đó. Nhưng mà tại cái nhận thức của mình. Rồi cái mình nghe cái kinh Địa Tạng, mình nói đừng tụng Địa Tạng. Nếu muốn tụng Địa Tạng chỉ được tụng ở chùa thôi. Kinh Địa Tạng mà đem về nhà tụng vong nó theo. Đó là một nhận thức bình thường quá. Nhận thức sai. Mà khi nhận thức sai, suy nghĩ sai rồi phải không? Nhận thức sai thì cách bắt buộc phải đi truyền bá, nói cho người khác đừng tụng Địa Tạng ở nhà. Mà siêng lắm, nghe ai tụng Địa Tạng để tôi xin số phone tôi gọi. Tôi nói, trời ta không biết, mình nói cho ta biết. Mà mình có gì chắc để mà cái biết mình đúng không? Cho nên không, nếu như trong kinh mà nói câu đó cũng còn phải suy nghĩ lại nữa, chứ đừng nói là tự do mình nói. Có kinh điển nào nói câu đó đâu. Đọc hết kinh Địa Tạng có chữ nào, câu nào trong thế là kinh này chỉ được tụng ở chùa không? Mà mình tự biến chế ra đó là mình là tu, mà mình tu mà không thành chánh quả, mà tu họ biến. Cho nên á, cái nhận thức đầu tiên gọi là phàm phu nhận thức, là cái nhận thức của phàm phu. Và phàm phu là người bình thường, là cái nhận thức nông cạn. Chúng ta đều là phàm phu hết, không có ai mà giỏi gì hết trơn á. Nhưng mà bởi vì chúng ta là phàm phu, cho nên chúng ta biết mình còn nông cạn, hiểu biết kém, cho nên mình mới đi tìm chân lý. Đi tìm chân lý như Đức Phật đi tầm đạo vậy đó. Đức Phật cũng phải đi tầm đạo. Mà quý vị đọc sử coi có vị tổ nào mà không do đi tầm đạo mà để gặp minh sư không?
Và vì tâm đạo là gì? Đó là chúng ta nhận thức chúng ta còn sống trong mê lầm, cho nên chúng ta mới đi tìm một cái hướng. Ngài Huyền Trang, Ngài biết rằng ở xứ Trung Quốc không có những cái kinh điển đầy đủ, cho nên Ngài muốn học hạnh của người xưa đi qua Ấn Độ để đem kinh sách trở về. Mà trước Ngài Huyền Trang là đó có Ngài Pháp Hiển rồi. Ngài Pháp Hiển đã từng đi Ấn Độ rồi, cho nên Ngài Huyền Trang không phải là người đầu tiên từ Trung Quốc sang Ấn Độ. Mà trước đó là có những vị khác, mà trong đó như là Ngài Pháp Hiển. Cho nên rồi Ngài Huyền Trang mới học hạnh của Ngài Pháp Hiển, muốn đi qua Ấn Độ. Nhưng mà tại sao Ngài Huyền Trang được nổi bật? Bởi vì cái sự đi về của Ngài Huyền Trang, Ngài đã viết lại một cái quyển gọi là Đại Đường Tây Vực Ký. Và đồng thời cái chuyến đi của Ngài nó được hư cấu hóa thành một bộ câu chuyện gọi là gì? Tây Du Ký. Và quý vị nhớ là toàn bộ Tây Du Ký không có thật. Một nhân vật có thật duy nhất trong đó thôi, đó là Ngài Huyền Trang. Còn ba anh kia không có. Ngộ Không không có, Bát Giới không có, Sa Tăng không có. Và câu chuyện Ngài Huyền Trang là con của một vị quan rồi bị bỏ trôi ở dưới sông rồi chùa lượm vô nuôi cũng là hư cấu. Đã nói là hư cấu thì toàn bộ câu chuyện đó lấy nhân vật có thật trong lịch sử, đó là Ngài Huyền Trang, để viết nên một bộ câu chuyện Tây Du Ký. Mà Tây Du Ký đó nó chuyên chở cái đạo lý ở trong đó. Cho nên Ngài Huyền Trang là một con người bình thường, nhưng vì phát cái tâm dũng mãnh muốn đi tìm cho đất nước của mình, cho bản thân mình một bộ kinh điển gọi là Đi Thỉnh Kinh. Bây giờ tất cả chúng ta ngồi đây có phải là Ngài Huyền Trang đang đi thỉnh kinh không? Đó. Nhưng mà rồi mình đi vô trong chùa, mình nghe đâu có pháp, ở đâu có đạo tràng, ở đâu có tu học, là mình đi tới mình cầu pháp. Nhưng mà khi mình đi cầu như vậy á, đi cầu kinh như vậy đó, mình cũng dẫn theo ba đứa đệ tử. Ba đứa đệ tử đó là tham, sân, si, mà biểu tượng qua ba anh. Ngộ Không là sân, Bát Giới là tham, Sa Tăng là si. Quý vị nhớ là cái hình ảnh tham là con heo mà. Ham ăn, có không? Ham ngủ, ham tiền, ham sắc, ham danh, gọi là ngũ dục. Cái anh con heo đó anh có đủ hết. Cho nên ảnh gọi là một cái người tham muốn mà biểu tượng qua con. Con gì? Con heo. Còn cái người mà nổi nóng sân hận mà lóc chóc biểu tượng qua con khỉ. Nó nóng nhưng mà nó lanh lợi, mà cái lanh lợi này á nó không yên vậy, và nó thiếu sự tu tập, cho nên đôi lúc nó cũng tự thầy nó luôn, đôi lúc nó cũng quậy, nó muốn làm tề thiên. Tề thiên là gì? Bằng trời. Ông đại thánh muốn bằng trời cho nên gọi là tề thiên đại thánh. Cho nên đời này mà ai mà nhà cốt mà nhập về mà nó múa mai mà nó ta đây là tề thiên đại thánh đó, nó không phải đâu. Trên đời này làm gì có ông tề thiên thiệt mà nhập vô ai, cho nên không có cái cốt nào mà cốt tề thiên hết. Chỉ có người nào mà lý mấy đứa nhỏ mà nó liếng khỉ quá mình mới nói mày chắc cốt tề thiên, là mình lấy cái tựa cái hình ảnh đó thôi. Nhưng mà ba cái người nhân vật tham sân si đó đi theo ông thầy là theo mình nè. Trong mình cũng có ba đứa đệ tử đó đó. Mình vô này mình tu. Mà vô trong này mình tu là trời ơi, mình đủ ba nghiệp, nghiệp tham, nghiệp sân, nghiệp si, cho nên mình mới tu giới, tu định, tu tuệ để mình chuyển cái đó. Như vậy thì mình là phàm phu, nhưng mà phàm phu biết hướng thượng. Cho nên thì hồi xưa là phàm phu tục tử, bây giờ là phàm phu Phật tử. Cũng là Phật tử, nhưng mà cũng là phàm phu, nhưng phàm phu trong đệ tử, hàng đệ tử Phật, cho nên nó đỡ lắm. Phàm phu đó, nhưng mà cũng còn biết tu.
Tham cũng còn, nhưng mà cũng còn biết bố thí. Sân cũng còn, mà thỉnh thoảng biết nguội. Si cũng còn, mà đôi lúc tỉnh. Thấy không? Thành thử đỡ không? À, quy y rồi đỡ lắm. Cho nên phải quy y. Đừng nói thôi, tôi còn tham sân si lắm. Khi nào tôi hết tham sân si, tôi mới quy y. Trời đất ơi, quy y rồi mà nó chưa hết. Không lẽ không quy y mà nó còn ha, nó hết nè. Quy y rồi mình mới tu, tu rồi từ từ nó mới giảm, nó mới hết. Chứ còn mình còn tham sân si mà biểu nó tự hết sao hết được. Cho nên người nào mà nó tôi còn tham sân si, nhớ nó vậy, quy y lẹ lẹ gấp gấp. Nó tánh tôi còn nóng lắm, khi nào tôi nguội tôi mới quy y. Tánh nóng thì phải tu để cho nó nguội. Chứ còn tánh nóng mà để yên, người ta cứ chọc ghẹo nóng hoài, lửa mà cứ mở hoài lấy gì nó nguội. Cho nên có tu có đạo. Cho nên thứ nhất là nhận thức của phàm phu. Mà nhận thức của phàm phu là lấy cái gì mà nhận thức? Sáu căn. Đây, phàm phu nhận thức bằng sáu căn. Mắt nhìn thấy cảnh sanh phân biệt, buồn vui giận ghét. Tai nghe tiếng sanh phân biệt, buồn vui giận ghét. Mũi ngửi mùi, rồi vậy sanh phân biệt, buồn vui giận ghét. Mà cứ cả ngày sáu căn nó hoành hành. Không thấy thì cũng phải nghe, không nghe cũng phải ngửi, không ngửi thì nếm. Có đôi khi làm sáu thứ luôn. Ngửi, nếm, xúc, chạm, nhận thức gì hết. Cả ngày mình cứ trôi lăn. Rồi đại chúng nghĩ có phải không? Như bây giờ mình muốn chuyển cái đó phải làm gì? Cho nên mình phải tập mình ngồi thiền. Mình tập mình tụng kinh, mình niệm Phật. Để làm chi? Để mình đưa cái phàm phu đó trở về chút xíu cái chỗ gọi là thánh hiền. Bây giờ mắt nó cũng thích nhìn phải không? Thôi nhìn Phật. Mắt nó thích là nói phải không? Đọc kinh. Mũi thích ngửi phải không? Ngửi nhang trầm. Tai thích nghe phải không? Nghe chua nghe mỏ. Cho nên một giờ đồng hồ đưa sáu căn trở về chuyển phàm làm thánh trong tiếng đó. Một tiếng đó nha, mà cũng chưa chắc nữa đó. Ngồi tụng vậy chứ hết giờ chưa tới giờ, nghe nói nó xeo đồ tới 6 giờ bắt đầu mình tăng speed lên. Nhất là mấy cái bài chú giảng sanh rồi đó nha, là được quyền tụng nhanh là bắt đầu tăng tốc độ lên, tụng cho lẹ để đi mua đồ xe không chứ. Cho nên cái phàm phu của chúng ta, cái nhận thức phàm phu. Nhưng mà chúng ta lấy cái gì để chúng ta buồn vui biết không? Cái thức. Cái thức là cái phân biệt. Cái thức là cái phân biệt. Ví dụ nè, người đời á, học mà biết gọi là học thức. Gom mấy cái của người ta lợi làm của mình gọi là trí thức. Rồi mình nhìn gom những cái thấy của người khác gọi là kiến thức. Nhưng mà cho dù là học thức, trí thức, kiến thức cũng còn là thức. Mà thức là còn phân biệt, mà chưa phải cái của mình, mà toàn vay mượn của người khác. Mà cái vay mượn của người khác là cái thức thôi, là cái phân biệt. Mà còn cái phân biệt là còn gì? Hơn thua. Ví dụ bây giờ mình nhìn bình hoa, mắt nhìn cái hoa bữa nay cắm đẹp, nhưng mà tôi nghĩ bắt đầu phân biệt nha, cắm xấu hơn kỳ rồi ổng qua. Khiều bà kế bên nữa, hoa cắm xấu hơn kỳ trước. Chị kia chị không tin, bắt đầu quẹt cái phone cái, tôi chỉ bà coi. Quý vị thấy không, nó làm việc ghê gớm không? Con mắt nó thấy cái phân biệt nó có, mà phương tiện mà cho cái phân biệt nó đầy đủ là cái phone rồi lưu hình ảnh đó, đem ra tạo tác cho nó. Nó là cái duyên để mình sanh cái này nữa. Cho nên cuộc sống của chúng ta mà vật chất càng nhiều chừng nào, hình ảnh nhiều chừng nào, nó cũng dễ dàng cho mình sống lôi cuốn. Cái đó không có gì sai. Pháp Hòa chỉ nói để chúng ta nhận thức, để chúng ta biết như vậy. Rồi mỗi khi cái gì nó tới thì mình biết điểm tên đó.
Ví dụ bây giờ Pháp Hòa, quý vị nhìn cái hoa này nè, mà quý vị không đắm đuối gì cái hoa này hết á, mà chẳng có phân biệt kỳ trước kỳ gì hết trơn, bữa nay biết bữa nay vậy thôi, thì cái này là mắt là căn, bình hoa là cảnh, biết vậy thôi. Cái này gọi là trí. Trí là gì? Trí là không có phân biệt, nhìn cái gì biết cái đó, mà không có so sánh. Hễ có so sánh là có khổ đau, có phiền não, có tranh chấp. Ví dụ như bữa nay cắm bông vậy, nơi cô Năm, bà Năm cắm thua bà Tám. Có so sánh rồi, mà nhận thức là có so sánh là có gì? Có tranh chấp. Bà Năm nói hồi cái nhớ trực là trời ơi, tôi nói nhầm bà Tám rưỡi rồi. Khiều bà Tám rưỡi nói, ê, tôi nói vậy thôi đừng nói bà nghe bà chửi tôi chết nghe. Thấy chưa? Cho nên mình mới thấy là phiền não nó sanh, nó sanh khởi từ đó. Mà nói như vậy để làm chi? Phật là người toàn giác, là Phật có cái nhìn, là Phật nói cho chúng ta biết, để chúng ta cái gì nó đến thì chúng ta biết tâm mình đang ứng hiện sống khởi cách nào. Mình biết để làm chi, phải không? Để mình lùi thắng lại bớt. Mà mình cứ song song mình sống cái kiểu đó, mình khổ chứ ai chưa ai khổ. Cái người thứ hai xung quanh mình họ khổ là chuyện đành, nhưng mà mình là cái người khổ nhất, là tại vì cả ngày mình giữ cái sống bằng cái vọng động đó mà mình không yên. Thế cho nên rồi á, mình nghe người ta nói tụng kinh như con vẹt tụng chi, à cũng đâu có biết, đâu có nhận, đâu có lấy trí tuệ soi sáng gì đâu, cứ nghe người ta nói vậy cái nói y như vậy đó, cũng là một dạng học thức, kiến thức, tri thức thôi, chứ cũng không phải do từ trí tuệ mình soi sáng. Cái người mình ta có trí, ta soi sáng, ta không nói vậy. Mà nếu mà cái soi sáng trí tuệ là trời ơi, người ta chịu tụng kinh như vậy là mừng rồi, đỡ hơn nó không chịu tụng. Bây giờ nó tụng nó không hiểu mà nó chịu tụng còn hơn mình hiểu quá trời mà không chịu tụng. Muốn cái gì? Muốn cái nào? Đó. Giờ cái bà đó, bà nói bà đó mà đi chùa gì bà còn giữ thấy mồ kệ, bà giữ mà bà còn giữ chùa. Không? Mà bà đi chùa riết là từ từ nó mới hết. Cho nên cái người mà người ta giữ mà người ta chịu đi chùa thì cũng còn hơn là không đi. Cho nên vô trong đó là nhúng một cái rồi đi ra cũng được, lâu ngày nó mới thấm. Cho nên cái nhận thức đầu tiên là phàm phu nhận thức. Mà phàm phu nhận thức là qua ba cái gì? Một á, là tự ngã, tức là mình thấy biết theo quan điểm cái này, cái kia, cái khái, cái quấy đó. Đó là so sánh. Rồi kế đến là gì nữa? Tranh thua, tranh đua đó. Này hơn kia, kia thua nọ đó. Rồi kế đó là gì? Chiếm hữu, có cái tham trong đó. Cái này mà giao tôi làm 5 phút mà còn đẹp hơn nhiều. Mà hỏi chị có bao giờ làm? Ui làm chi? Không bao giờ làm. Nhưng mà lúc nào cũng nói cái kiểu đó. Đó là phàm phu nhận thức. Phàm phu nhận thức là thấy dụng 6 căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Nhìn 6 xứ: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Sanh ra 6 thứ phân biệt: nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức vậy đó. 6 lần 3 18. Mà nhận thức như vậy rồi làm gì? So sánh, hơn thua, tự ngã. Đó là vô minh nhận thức. Cái thứ hai gọi là hữu học nhận thức. Cái nhận thức của bậc hữu học, bậc hữu học là bậc gì? Là cái người đoạn được cái thân kiến. Xưa đại chúng trước khi nói, Pháp Hòa nói một chút xíu là hữu học á thì nó ngược với vô học. Quý vị nhớ trong kinh thầy nói hữu học, vô học không? Nhất là kinh Pháp Hoa đó, mình có cái phẩm gọi là hữu học, vô học, thọ khí đó. Hữu học là gì? Là những người còn học. Còn vô học là gì? Dám nói những người không học đúng không? Vô học là những người không còn gì để học. Nghĩa là họ đã học rồi,
Họ học rồi, họ thẩm thấu rồi, họ không còn gì để học, gọi là vô học. Còn chúng ta là những người từ cái hữu hảo, từ cái phàm phu, đó là nhận thức của phàm phu, và nhận thức của người hữu học á, nó đỡ hơn là sao? Bởi vì người này đoạn được những cái thấy sai lầm và đoạn được cái sự nghi ngờ, cho nên người này có hạnh phúc hơn người phàm phu. Người phàm phu là nhìn đau khổ đó, tại vì phàm phu nhìn rồi phán xét, còn hữu học là nhìn có suy tư, có quán chiếu, hai cái nó khác. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, cái người mà hữu học á, người ta thấy cái đó, người ta có thể nhận thức giống y như phàm phu đó, nhưng mà may mắn á, là người ta không nói liền, người ta lắng xuống, người ta suy nghĩ lý có thể nào sự việc như vậy cho nên người đó mới vậy không. Người ta có một chút tư duy, người ta có một chút quán chiếu, người ta có một chút gọi là suy nghĩ để giúp cho người ta chuyển hóa cái lầm, cái trách đó. Cái người hữu học á, đoạn được cái thân kiến. Thân kiến là gì? Là cái thấy sai quấy về cái thân. Ví dụ phàm phu mình mà nhìn thân thì thấy thân này sao? Thân này thiệt, thân này là trường tồn, thân này là đẹp, vân vân. Nhưng mà cái người hữu học họ nhìn thân này, nói thân này vô thường, thân này bất tịnh. Vì bất tịnh cho nên á, lỡ hôm nào mà nó bệnh một chút, nó đau một chút á, thì cứ người phàm phu là la làng rồi nha. Trời trời, tôi ăn đồ bổ hoài mà sao nó bệnh. Còn cái người mà hữu học một chút á, họ nói ăn thì ăn, chứ nếu ai ăn yến mà cũng không bệnh thì yến, con yến nó không có bệnh. Thí dụ vậy. Thế là mình nói mình có cái thân, có thân nên khổ vì thân. Đó là cái nhìn của người hữu học. Còn cái người phàm phu là người ta nghĩ thì thân này mãi mãi trường tồn, cho nên đau chút ta khổ, trầy tai chút người ta buồn. Còn cái người mà, cái người mà hữu học ta nhìn, ta thấy, thí dụ như này đấy, cái nắp này nè, rớt xuống rồi. Đố quý vị cái nắp này có lần nào bị rớt chưa? Có không? Đó. Cái rớt này có từng rớt rồi mà gặp người phàm phu là dục rồi đó, tại vì nó mẻ nè. Phàm phu mà đem dục đó là tại sao, phải không? Để thì xài nó kỳ, mà dục á thì tiếc uổng. Đây là cái suy nghĩ của phàm phu nha. Nhưng mà người hữu học họ nhìn khác, họ nói ô không sao, nó mẻ chứ nó chưa bể, lắp miếng băng keo vô để đừng đứt tay là được rồi, miễn sao có đậy ly nước là ok. Đấy, cái này là nhìn, cái nhìn của người hữu học. Còn cái nhìn của người vô học là dục á. Cái xin lỗi, cái người phàm phu chứ. Là phàm phu là mình suy nghĩ là đơn giản thôi, để cho nó kỳ quá mà đem dục nó đi thì uổng, cho nên cứ cất, không xài nhưng mà cất. Còn người hữu học tại sao phải cất? Có là để xài, ăn thua biết chỉnh để xài, biết sửa để xài. Chứ cái người mà, cái người mà hữu học ta nhìn thân này nè, tuy thân này sẽ giả, vẫn phải cố gắng tô điểm nó, và đồng thời phải dụng nó cho xứng đáng. Đừng chỉ trang điểm để trưng, tuy rằng có trang điểm nhưng phải xài, lỡ mà nó có hoại đi nữa thì ít ra thân này cũng làm được một chút xíu hữu sự, còn không thì trang điểm mà vô dụng. Hai cái nhìn nó khác. Ví dụ như cái người phàm phu mà nhìn cơm mà nấu nhão thôi đem đổ, cái người hữu học á, ô không sao, nhão nấu cháo. Nó nhiều quá sao nấu cháo, tôi cắt ra bớt, tôi nấu một phần cất mớ tủ lạnh, cứ từ từ mỗi ngày nấu miếng cháo ăn. Hữu học nhìn sự việc bằng cách chuyển hóa
lìa được những cái mê lầm chấp trước. Còn phàm phu mà thấy là không được là dục, đốn, cắt, bỏ. Còn hữu học là kệ, tuy muốn dễ nhưng mà để lao lần cuối rồi dục. Còn phàm phu là dơ là dục mà không sử dụng lần cuối cùng. Pháp Hòa nói ví dụ vậy đó để cho đại chúng dễ nhận. Rồi cái người mà đoạn kiến, có nghĩa là đoạn được những cái thấy về thân. Mình thấy cái thân này nó thường, nhưng mà cái người ta có tu, ta thấy thân này nó vô thường. Vì thấy thân vô thường cho nên lỡ bữa nào nó vô thường không khổ. Và nếu mà không khổ được, ít nhất cũng là bớt khổ, giảm khổ. Còn mà mình mà thấy thân này thường hoài, chăm sóc hoài, mà lỡ bữa nào nó hơi thay đổi chút là khổ đau cùng tận. Đó là cái thấy của hữu học. Rồi kế đến là gì? Nghi ngờ. Mình có nghi không? Có, nghi lớn lắm. Nghi đủ thứ hết, thậm chí tu mà cũng còn nghi mà. Nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng, nghi giới, rồi nghi bố thí, nghi cõi trời, mình đủ thứ nghi hết. Mặc dù đừng nói ai, thôi giờ người dân nước lã mình nghi đành đi, người thân của mình cũng nghi luôn. Cho nên cái người mà còn cái nghi á, thật sự ra có đôi lúc á, mình nghi nhiều quá nó cũng không có lợi cho mình. Tại nó tự nhiên nó làm cho mình không có thoải mái, không bình an. Mà nếu việc nó không dính dáng gì mình hết á, mà mình ôm một cái mối nghi ngờ vậy, nó không có lợi lạc gì cho mình hết. Cái đó nên xả bớt đi. Nghi người thân liên hệ tới mình còn đỡ đỡ, mà nhiều khi chẳng liên hệ gì tới mình, tự mình rước vô một cái sự nghi ngờ để tự làm mình khó chịu. Rồi bây giờ tới cái nhìn thứ ba, đó là cái nhận thức của A-la-hán. Hồi nãy là nhận thức của phàm phu, nhận thức của bậc hữu học. Mà bậc hữu học á, là người ta có cái nhìn, ta nên đoạn được những cái nghi ngờ, đoạn được những cái nhìn sai quấy về sự việc. Hay là thậm chí người ta biết quán chiếu tư duy một chút để làm cho cái sự nghi ngờ người ta giảm đi, làm cho cái thân kiến người ta, làm cho những cái thấy hiểu người ta nó bớt đi. Còn A-la-hán là gì? Là những người có cái thấy mà trừ được những cái kiết sự chướng ngại của tâm. Thế nào gọi là chướng ngại của tâm? Một là sắc ái, hai là vô sắc ái. Bây giờ Pháp Hòa nói gì là sắc ái, vô sắc ái? Thí dụ như là bậc A-la-hán á, người ta nhìn một cái người đẹp, dù là nam là nữ, người ta cũng lìa được cái ái nhiễm ở hình sắc. Và thậm chí người ta lìa luôn cái ái nhiễm dù không hình sắc, trong tư tưởng, tưởng tượng cũng không còn. Nhưng mà phàm phu mình là còn. Có một vị thầy đó đó, thầy đi qua sông, thì ai bước lên thuyền cũng trả có 1 đồng à. Riêng cái cô gái chèo thuyền á, xin thầy kia trả cho con 2 đồng. Ông thầy nói, ủa tại sao kỳ vậy? Lẽ ra tôi là người tu, cô phải free. Đằng này cô không lấy đồng một giá mà cô lấy tôi 2 đồng. Nói dạ 1 đồng thầy qua đò, 1 đồng thầy nhìn con. Lần sau qua đò, cô trạc thầy 3 đồng. Ông mới nói, ủa sao kỳ vậy, tôi đâu có nhìn cô đâu. Dạ thầy không nhìn thẳng con, mà thầy nhìn xuyên con qua dòng nước, trả 3 đồng. Lần sau ông thầy ông qua đò tiếp, ông không thèm nhìn cô đó, mà ông không thèm nhìn xuống nước, ông nhắm mắt lại, cô này trạc 5 đồng. Tôi đâu có nhìn cô, tôi nhắm mắt tôi thiền. Thầy không nhìn con thẳng, thầy không nhìn con qua nước, thầy không nhắm mắt, thầy nhắm mắt thì tưởng tượng con. Cái đó gọi là vô sắc. Ai hiểu cái ví dụ đó không? Có những cái mình đã thấy rồi, mình nhiễm rồi, nhưng mà bữa nào cái đó không có là nhắm mắt tưởng tượng.
mà mình nhắm mắt tưởng tượng đó là vô sắc ái, cái ái nhiễm không hình tướng. Hoặc là có những cái chưa bao giờ mình thấy nhưng do mình tưởng tượng thôi. Tại vì sao? Vì mình sống bằng những cái sở tri của mình, mình lắp ráp vô. Pháp Hòa ví dụ á, quý vị coi quảng cáo trên TV á, có những cái món ăn của người Mỹ á, trời ơi, mình thấy nó làm ngon thiệt là ngon, mình có bao giờ mình ăn đâu, cái mình tưởng tượng chà chắc ngon lắm ha, mình chưa ăn, nhưng mà cái đó gọi là vô sắc ái, chưa taste chưa gì hết á, nhưng mình tưởng tượng cái đó ngon lắm. Cho nên chưa gặp em tôi vẫn nghĩ rằng có người thiếu nữ đẹp như trăng. Thì có người thiếu nữ đẹp như trăng đó là vô sắc, vô sắc ái. Nhưng mà vô sắc ái đó nó cũng có căn cứ chứ, tại vì nó đã từng thấy những cô thiếu nữ khác, rồi nó gom thứ một chút lại, cô kia mắc hai mí nó rắp vô cho cô này. Lấy mọi thứ chúng nó ráp vô, rồi nó tưởng tượng một cái hình của nó. Mà theo duy thức học gọi là đọc cảnh ảnh. Đọc cảnh là gì? Nhắm mắt tưởng tượng mình nó đọc cảnh không, rồi nó đem nó so sánh cái này với kia gọi là đối chất. Đến khi nó gặp được cái đó, ôi trời ơi, tôi đã lầm. Lúc đó vậy là tánh cảnh, thấy thật chất rồi mới thấy được tánh cảnh. Còn hồi lúc chưa thấy là so sánh, so sánh gọi là đối chất. Nó tưởng tượng xong nó đối chất. Ví dụ như mình nhìn một cái chén chè, mà không biết chè gì nhưng mình thấy trong đó, trời ơi này thì giống chè khoai môn chứ gì đâu. Mình nhìn cái đó, tự trong tự mình suy nghĩ cái chén chè đó, mình đem một cái chén chè mình đã từng ăn, mình so gọi là đối chất. Đến khi mình ăn vô mình biết được rồi, à nó không đúng gì chứ mình nói. Cái đó là đúng, là lúc đó là mình mới tánh cảnh đó. Thì chúng ta cũng như thế. Cho nên bậc A-la-hán là các ngài vượt hai cái này, vượt cái sắc ái, vượt cái vô sắc ái. Vì sao? Vì các ngài quán thấy bất tịnh của tất cả các sắc. Nếu mà mình chạm vô một cái sắc thì nó làm mình khổ, mà mình tưởng tượng thì làm mình trầm luân. Cho nên có những người mà người ta mất thần thông là tại vậy đó. Chư thiên mà xuống dưới phàm phu này rồi á, có thể sờ miếng đất để một lưỡi ném, có thể mất dây thần thông ở lại đây luôn tới giờ. Cho nên ta mới có cái bài thơ đó: ta cứ tưởng trần gian là cõi vui thật, à, cõi tạm, vậy mà ta ở tới bây giờ. Ta cứ tưởng trần gian là cõi tạm, thế nên ta ở mãi tới bây giờ. Biết tạm mà ở mãi là hai cái mâu thuẫn. Sắc ái, vô sắc ái. Mạng, mạng là gì? Mạng là sự kiêu mạn. Mà chữ kiêu nó khác với chữ mạng. Kiêu á là mình kiêu hãnh với những cái gì mình đang có. Còn mạng á là mình những cái gì mình chưa có, gọi là mạng. Cái gì có kiêu hãnh là không đành, đành đi. Không có tưởng tượng. Thí dụ như là mình nhìn người ta giàu thì mình cũng tưởng như là mình cũng cỡ vậy đó, rồi mình đi đâu mình cũng nổ. Cái đó mà vừa kêu, cái đó là mạng đó. Cái mình không có mà mình vẫn tự hào, tự ca ngợi đó là mạng. Còn cái mình có rồi mình đi khoe khoang gọi là kêu. Hai chữ nó khác vậy đó. Sắc ái, vô sắc ái, mạng. Cái thứ tư gọi là trạo cử. Các ngài lìa trạo cử. Trạo cử là gì? Trạo cử là những cái sự lăng xăng, không yên. Cái thứ năm là vô minh, là không thấy rõ lẽ thật. Thì bậc A-la-hán, bất cứ cái nhìn nào của các ngài, các ngài đoạn được năm cái này, cho nên cái nhìn của ngài, các ngài nó khác. Thí dụ như các ngài không còn vô minh, cho nên các ngài nhìn cái gì cũng bằng minh, bằng tuệ.
Còn mình còn vô minh, cho nên mình nhìn đâu mình dính đó, mình nhìn đâu mình phiền não đó. Và cái nhìn của người thứ năm đó là Phật. Cái nhận thức của Đức Phật là nhận thức của gì? Là nhận thức toàn vẹn. Nói một cách khác là bằng tuệ tri. Thưa đại chúng, chúng ta có cái nhận thức của phàm phu, chúng ta có nhận thức của hữu học, nhận thức của A-la-hán, nhận thức của Phật. Đây là bốn dạng người, bốn hạng người mà có bốn cái nhận thức khác nhau. Bây giờ phong vào ví dụ ha. Nhận thức của một cái người trẻ mới vào đời, nhận thức của một người trung niên đã đi vào đời mấy mươi năm, nhận thức của một người lớn tuổi cao niên dày dặn kinh nghiệm tương đương với A-la-hán, và nhận thức của một bậc tu tập giải thoát. Đó, mình nói gần vậy đó. Một người trẻ đó, nó lớn lên đó, cái nhận thức nó còn nông cạn lắm. Đó là nhận thức của phàm phu. Nó nóng nảy, nó bồng bột, nó hấp tấp, nó vội vã. Cái gì không đúng là nó nổi cơn nó lên, mà nó không cần biết sai quấy. Đó là cái sống của phàm phu, cái nhận thức của phàm phu. Như những thanh niên thiếu nữ mà nó mới lớn, nó lớn lên là nó đi theo cái tiếng gọi của cái đời sống trẻ vậy. Rồi sau một thời gian cuộc đời nhồi sọ nó rồi, cũng giống như mình bây giờ trung niên rồi, thì bắt đầu mình có cái nhận thức nó hơi khác khá hơn. Mình biết phải, biết quấy, biết nhường nhịn rồi. Thì sao? Cái đó là nhận thức của hữu học. Sau một thời gian rồi, trời ơi, phải có kinh nghiệm chút xíu chứ, mà có kinh nghiệm là có hữu học, có học rồi. Rồi bây giờ sẽ đem hai cái của mình lại mà so với một cái kinh nghiệm sống của một người lớn tuổi như ông bà nội bà ngoại mình bằng không? Không bằng. Tại vì các vị này bây giờ sống bằng kinh nghiệm đã trải qua. Bây giờ xin lỗi, bây giờ dụ như các bác lớn tuổi đi, bây giờ đối với các bác mọi việc nó bình thường, tại vì các vị này đã trải qua hết rồi, buồn vui thương ghét hưng suy của cuộc đời qua rồi. Cho bây giờ các ngài ở như cái bậc la hán, đoạn trừ được những cái kiết sử đó. Rồi đối với một người tu tập như những bậc trưởng lão hòa thượng, các ngài cũng không còn những cái phiền não đó, như là cái nhận thức của Đức Phật. Thì Pháp Hòa đem bốn dạng ở trong cuộc sống ra để so sánh, cũng giống như đại chúng thấy mình có phàm phu, có hữu học, có A-la-hán, có Đức Phật vậy. Chúng ta tu á, phần lớn là chúng ta sống trong đời là chúng ta sống bằng cái nhận thức. Mà cái nhận thức là cái còn hai thứ. Một là sở tri chướng, hai là phiền não chướng. Cái chúng ta còn nhận thức là còn hai cái chướng này nha. Thế nào gọi là phiền não chướng? Bực bội, giận hờn, đó là phiền não chướng. Rồi những cái gì mà chúng ta gom góp mà cho là cái hiểu biết của mình thì gọi là sở tri. Hai cái đó nó luôn luôn nó ngăn, nó cản trở mình, gọi là chướng. Nó không cho mình tiến bộ. Pháp Hòa ví dụ như á, mình làm một cái việc gì đó, cái mình biết chưa chắc là đã đúng hoàn toàn. Có những người người ta hay hơn, mình nhìn người ta làm. Pháp Hòa nói ví dụ vậy đi. Ví dụ như mình luộc tàu hủ kỳ lên, mình để vô cái miếng rong biển á, mình cuốn lại, mình kêu là làm cá, mình đem đi hấp, rồi mình để cho nguội, rồi mình cắt ra, mình chiên, mình kho, mà sau lúc kho ra rong biển nó vẫn tróc. Cái sở tri của mình là vậy mà. Nhưng mà mình không chịu học người khác. Mặc dù mình biết cái mình làm vậy là không đúng đó, nhưng mà ai chỉ mà không làm. Giờ muốn biết làm sao không tróc không? Muốn không? À thôi để kỳ sau nói. Thì
Mình muốn vượt được cái sở tri đó thì mình phải chịu khó mình học. Lấy cái bột năng pha hơi mỏng một lớp, phết lên cái rong biển đó, rồi để cái tàu hũ kia lên quấn lại, chiên kho không bao giờ tróc. Nó chỉ chút xíu vậy thôi, nhưng mà mình không học là sở tri. Mà nói lần mình làm ra mình kho là nó bấy nhảy cái nồi, rồi là mà gặp là nhìn là phiền não. Thấy mình kho trật là phiền não, mà không chịu học người khác là sở tri. Mà hai cái đó là cái không nên có. Mà hãy còn cái đó là còn phàm phu. Mình tu á, là mình phải chuyển thức thành trí. Mà trí tuệ nó có hai loại. Trí tuệ của bậc hữu học là trí tuệ gì? Là văn tư tu. Trí tuệ của bậc vô học là giới định tuệ. Ví dụ như trí tuệ của cái người còn học là phải văn, là phải nghe, suy nghĩ những cái gì mình học gọi là tư, rồi mình tu tập để sanh tuệ gọi là tuệ. Văn tư tu là bước đầu của người có trí tuệ ở cái bậc hữu học. Ồ, người đó sao có trí tuệ vậy? À, tại người đó có văn tư tu. Nhưng mà văn tư tu xong rồi mình mượn cái văn tư tu đó mình tu tập, mình chuyển cái văn tư tu thành giới định tuệ. Do giới mà sanh định, do định mà có tuệ. Người mà tuệ nó sinh do thiền định mà có, đó là trí tuệ của bậc vô học. Hay nói một cách khác là cái người đó là vô lậu hay là hữu học. Cho nên á, mình còn sống trong cõi đời là mình còn nhận thức. Mà cái nhận thức của mình mà nếu chúng ta mỗi ngày chúng ta biết chuyển thức thành trí thì nó làm cho mình an lạc hơn, hạnh phúc hơn. Còn nếu không thì cứ sống theo cái đà của sở tri của mình, phiền não của mình, thì mãi mãi là nhận thức của phàm phu. Mà tu thật nhiều nhưng mà cũng không chuyển hóa được gì hết. Thì hôm nay trong cái buổi chiều này, Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng bốn nhận thức, hay là bốn hạng người, bốn cái nhận thức của bốn hạng người: nhận thức của phàm phu, nhận thức của hữu học, nhận thức của A-la-hán, nhận thức của Phật. Bây giờ đem bốn dạng người gần mình nhất để ví dụ. Nhận thức phàm phu tương đồng với nhận thức của thanh niên thiếu nữ mới lớn, còn bồng bột, còn nóng nảy, chưa có đủ kinh nghiệm xong. Rồi những người trung niên có một khoảng thời gian đã thất bại rất nhiều và có một chút kinh nghiệm để sống, là nhận thức của hữu học. Rồi nhận thức của các bậc trưởng lão là nhận thức của A-la-hán. Và đến khi nào nhận thức của một người tu tập có chiều dày, quán chiếu giải thoát, đó là nhận thức của Phật đó. Thì cái mà chúng ta nhận thức vẫn còn phiền não khổ đau, còn cái gì mà do trí tuệ soi sáng thì cái đó vượt ngoài đau khổ. Tại vì trí tuệ là gì? Là thấy biết như là, mà không hề so sánh phân biệt hơn thua. Vẫn ví dụ như đấy, đây là hoa li li, nhưng mà cái nhận thức của người bình thường là li li này nó không đẹp bằng li li kia. Cái người trí là không nói thế, cái nào nó cũng cái đẹp của nó. Cho nên á, một hôm Ngài Hoằng Nhất á, Ngài ăn cơm với một ông tướng, thì Ngài ăn cũng kẻ muối nó mặn, rồi Ngài uống nước, cái thì ông tướng mới nói: Hòa Thượng ăn cơm gì kỳ quá. Ông mới nói: có gì đâu kỳ, củ cải nó mặn, nó có cái ngon của mặn, gì có cái giá trị riêng của nó. Mà chính người trí có giá trị riêng của nó, cho nên vượt ngoài so sánh. Mà còn so sánh là còn thị phi nhân ngã, còn hơn thua, còn tranh giành. Mà còn tranh giành tức là còn cái cách sống của phàm phu. Mà vượt cái đó một chút là hữu học, vượt hơn cái nữa là A-la-hán. Đến khi chúng ta nhận biết như là cái trí nhận biết của Phật. Thôi chúc đại chúng an lạc. Trọng nghiệp. Và thưa đại chúng, bây giờ mình ngồi đây, tất cả chúng ta có đồng ý là ai cũng có nghiệp không?
mình nghiệp dữ lắm. Có điều là mỏng hay dày, nhiều hay ít thôi, chứ không có ai không có. Không ai dám vỗ ngược xưng danh nói tôi hết nghiệp rồi. Nguy hiểm nha. Hết nghiệp là không có ở đây. Hết nghiệp ở trển. Mình còn nghiệp. Nhưng mà cái quan trọng là mình biết chuyển nghiệp. Chứ mình không có hết nghiệp. Cái tu của chúng ta là chúng ta cố gắng để chúng ta chuyển cái nghiệp của mình. Mà mình chuyển được cái nghiệp của mình thì mình có hạnh phúc, mình có an vui. Thưa đại chúng, mình dời phong thủy, dời nghe, dời cái cửa, dời cái bàn, dời ghế, dời cục gạch không bằng dời cái cách sống. Mình phong thủy không bằng mình phong thủy của chính mình. Cho nên Khổng Tử nói tâm mà bất chánh phong thủy vô ích. Đó là lời Khổng Tử nói. Nghĩa là cái tâm mình chưa yên. Cái chữ bất chánh ở đây nó cũng không có nghĩa rộng, hay là một cái nghĩa là chúng ta nghĩ là cái xấu ác thôi. Cái tâm mình nó không có ngay. Lúc nào mình cũng nghĩ cái điều lệch. Cái lệch gọi là tà, cái ngay gọi là chánh. Cho nên tâm mình không nghĩ chánh mà cứ nghĩ cái điều tà thì phong thủy vô ích. Bởi vì phong thủy nào dù mình mai mình dỡ cửa mốt bây giờ mà cái tâm niệm sống không đổi thì ai mà chịu mình cho nổi. Thì cuối cùng người đó cũng dời luôn. Nghĩa là dời nhà. Chứ không phải là dời gì hết. Cho nên cái quan trọng là chúng ta phải thấy được. Mình phải trở lại để mình thấy được cái nhận thức của mình. Mà lâu nay mình sống bằng cái gì? Đức Phật gọi chúng ta có bốn cái nhận thức. Một là nhận thức của phàm phu. Giờ giải thích chữ phàm phu. Phàm phu là gì? Đơn giản lắm. Phàm phu nghĩa là người tầm thường, hiểu biết nông cạn, gọi là phàm phu. Mà nếu mà mình tệ nữa đó là hai chữ gì kế bên? Tục tử. Phàm phu là chuyện bình thường. Nhưng mà mình không muốn làm phàm phu tục tử. Tục tử là gì? Là cái người tầm thường mà lại sống bằng cái tâm đó nữa. Tất cả chúng ta ngồi đây, tu không tu gì cũng là phàm phu hết, là người thường. Mà chính mình là phàm phu cho nên mình quy y Phật để mình làm Phật tử. Phàm phu Phật tử còn hơn là phàm phu tục tử. Bởi mình quy y Phật là để mang cái năng lượng Phật vô trong mình, để mình chuyển cái tục tử đi. Tuy mình sống trong cõi đời, tuy mình vẫn sống trong cõi phàm, và mình vẫn là một người phàm. Mà phàm thì nó đi ngược với gì? Thánh. Phải không? Phàm là nó đi ngược với thánh. Cái lời nói, cái nhận thức của mình sai, cho nên rồi lời nói mình nó cũng sai. Cho nên cái đó gọi là tà kiến dẫn tới tà tư duy. Tà tư duy dẫn đến tà ngữ. Tà ngữ dẫn tới tà tinh tấn, dẫn tới tà nghiệp, tà định, vân vân. Cho nên một cái mà nó tà, nó dẫn nguyên đà tà theo. Một cái mà chánh thì nó gánh nguyên gánh chánh theo. Mà sự thật là vậy. Ví dụ mình thấy đúng, mà thấy mà đúng là suy nghĩ đúng, suy nghĩ đúng là miệng nói đúng. Cho nên thấy đúng là chánh kiến, nghĩ đúng là chánh tư duy, nói đúng là chánh nghiệp, là chánh ngữ. Mà hành động mà sống đời sống đúng gọi là chánh nghiệp. Rồi siêng năng truyền bá cái đó đúng gọi là chánh tinh tấn. Còn một khi mà mình nhận thức nó sai, mình nói sai. Ví dụ nè, ví dụ như là mình có một cái nhận thức đây, Phật Di Đà lớn hơn Phật Thích Ca, cho nên là phải treo Phật Thích Ca cao hơn. Thật sự ra chỉ có mình tranh chỗ ngồi chứ Phật nào tranh đâu. Bây giờ mình để Ngài ngồi đâu, Ngài cũng chẳng nói I sit in the wrong place. Ngài không hề nói câu đó. Nhưng mà tại cái nhận thức của mình,
Rồi cái mình nghe cái kinh Địa Tạng, mình nói đừng tụng Địa Tạng, nếu muốn tụng Địa Tạng chỉ được tụng ở chùa thôi. Kinh Địa Tạng mà đem về nhà tụng, vong nó theo. Đó là một nhận thức bình thường quá, nhận thức sai. Mà khi nhận thức sai, suy nghĩ sai rồi phải không? Nhận thức sai thì cách bắt buộc phải đi truyền bá, nói cho người khác đừng tụng Địa Tạng ở nhà. Mà siêng lắm, nghe ai tụng Địa Tạng để tôi xin số phone tôi gọi, tôi nói, trời ta không biết, mình nói cho ta biết. Mà mình có gì chắc để mà cái biết mình đúng không? Cho nên không, nếu như trong kinh mà nói câu đó cũng còn phải suy nghĩ lại nữa, chứ đừng nói là tự do mình nói. Có kinh điển nào nói câu đó đâu. Đọc hết kinh Địa Tạng coi có chữ nào câu nào trong thế là kinh này chỉ được tụng ở chùa không, mà mình tự biến chế ra. Đó là mình là tu, mà mình tu mà không thành chánh quả, mà tu họ biến. Cho nên á, cái nhận thức đầu tiên gọi là phàm phu nhận thức, là cái nhận thức của phàm phu, và phàm phu là người bình thường, là cái nhận thức nông cạn. Chúng ta đều là phàm phu hết, không có ai mà giỏi gì hết trơn á. Nhưng mà bởi vì chúng ta là phàm phu cho nên chúng ta biết mình còn nông cạn, hiểu biết kém, cho nên mình mới đi tìm chân lý. Đi tìm chân lý như Đức Phật đi tầm đạo vậy đó. Đức Phật cũng phải đi tầm đạo. Mà quý vị đọc sử coi có vị tổ nào mà không do đi tầm đạo mà để gặp minh sư không? Và vì tầm đạo là gì? Đó là chúng ta nhận thức chúng ta còn sống trong mê lầm, cho nên chúng ta mới đi tìm một cái hướng. Ngài Huyền Trang, Ngài biết rằng ở xứ Trung Quốc không có những cái kinh điển đầy đủ, cho nên Ngài muốn học hạnh của người xưa đi qua Ấn Độ để đem kinh sách trở về. Mà trước Ngài Huyền Trang là đó có Ngài Pháp Hiển rồi. Ngài Pháp Hiển đã từng đi Ấn Độ rồi, cho nên Ngài Huyền Trang không phải là người đầu tiên từ Trung Quốc sang Ấn Độ. Mà trước đó là có những vị khác, mà trong đó như là Ngài Pháp Hiển. Cho nên rồi Ngài Huyền Trang mới học hạnh của Ngài Pháp Hiển, muốn đi qua Ấn Độ. Nhưng mà tại sao Ngài Huyền Trang được nổi bật? Bởi vì cái sự đi về của Ngài Huyền Trang, Ngài đã viết lại một cái quyển gọi là Đại Đường Tây Vực Ký. Và đồng thời cái chuyến đi của Ngài nó được hư cấu hóa thành một bộ câu chuyện gọi là gì? Tây Du Ký. Và quý vị nhớ là toàn bộ Tây Du Ký không có thật. Một nhân vật có thật duy nhất trong đó thôi, đó là Ngài Huyền Trang. Còn ba anh kia không có. Ngộ Không không có, Bát Giới không có, Sa Tăng không có. Và câu chuyện Ngài Huyền Trang là con của một vị quan rồi bị bỏ trôi ở dưới sông rồi chùa lượm vô nuôi cũng là hư cấu. Đã nói là hư cấu thì toàn bộ câu chuyện đó lấy nhân vật có thật trong lịch sử, đó là Ngài Huyền Trang, để viết nên một bộ câu chuyện Tây Du Ký. Mà Tây Du Ký đó nó chuyên chở cái đạo lý ở trong đó. Cho nên Ngài Huyền Trang là một con người bình thường, nhưng vì phát cái tâm dũng mãnh muốn đi tìm cho đất nước của mình, cho bản thân mình một bộ kinh điển gọi là Đi Thỉnh Kinh. Bây giờ tất cả chúng ta ngồi đây có phải là Ngài Huyền Trang đang đi thỉnh kinh không? Đó. Nhưng mà rồi mình đi vô trong chùa, mình nghe đâu có pháp, ở đâu có đạo tràng, ở đâu có tu học, là mình đi tới mình cầu pháp. Nhưng mà khi mình đi cầu như vậy á, đi cầu kinh như vậy đó, mình cũng dẫn theo ba đứa đệ tử. Ba đứa đệ tử đó là tham, sân, si, mà biểu tượng qua ba anh. Ngộ Không là sân, Bát Giới là tham, Sa Tăng là si. Quý vị nhớ là cái hình ảnh tham là con heo mà. Ham ăn, có không? Ham ngủ, ham tiền, ham sắc, ham danh, gọi là ngũ dục. Cái anh con heo đó anh có đủ hết á. Cho nên ảnh gọi là
một cái người tham muốn mà biểu tượng qua con gì? Con heo. Còn cái người mà nổi nóng sân hận mà lóc chóc biểu tượng qua con khỉ. Nó nóng nhưng mà nó lanh lợi, mà cái lanh lợi này á nó không yên vậy, và nó thiếu sự tu tập, cho nên đôi lúc nó cũng tự thầy nó luôn, đôi lúc nó cũng quậy, nó muốn làm tề thiên. Tề thiên là gì? Bằng trời. Ông đại thánh muốn bằng trời cho nên gọi là tề thiên đại thánh. Cho nên đời này mà ai mà nhà cốt mà nhập về mà nó múa mai mà nó ta đây là tề thiên đại thánh đó, nó không phải đâu. Trên đời này làm gì có ông tề thiên thiệt mà nhập vô ai, cho nên không có cái cốt nào mà cốt tề thiên hết. Chỉ có người nào mà lý mấy đứa nhỏ mà nó liếng khỉ quá, mình mới nói mày chắc cốt tề thiên. Là mình lấy cái tựa, cái hình ảnh đó thôi. Nhưng mà ba cái người nhân vật tham sân si đó đi theo ông thầy là theo mình nè. Trong mình cũng có ba đứa đệ tử đó đó. Mình vô này mình tu. Mà vô trong này mình tu là trời ơi, mình đủ ba nghiệp, nghiệp tham, nghiệp sân, nghiệp si, cho nên mình mới tu giới, tu định, tu tuệ để mình chuyển cái đó. Như vậy thì mình là phàm phu, nhưng mà phàm phu biết hướng thượng. Cho nên thì hồi xưa là phàm phu tục tử, bây giờ là phàm phu Phật tử. Cũng là Phật tử, nhưng mà cũng là phàm phu, nhưng phàm phu trong đệ tử, hàng đệ tử Phật, cho nên nó đỡ lắm. Phàm phu đó, nhưng mà cũng còn biết tu. Tham cũng còn, nhưng mà cũng còn biết bố thí. Sân cũng còn, mà thỉnh thoảng biết nguội. Si cũng còn, mà đôi lúc tỉnh. Thấy không? Thành thử đỡ không? À, quy y rồi đỡ lắm. Cho nên phải quy y. Đừng nói thôi, tôi còn tham sân si lắm, khi nào tôi hết tham sân si tôi mới quy y. Trời đất ơi, quy y rồi mà nó chưa hết. Không lẽ không quy y mà nó còn ha, nó hết nè. Quy y rồi mình mới tu, tu rồi từ từ nó mới giảm, nó mới hết. Chứ còn mình còn tham sân si mà biểu nó tự hết sao hết được. Cho nên người nào mà nói tôi còn tham sân si, nhớ nó vậy, quy y lẹ lẹ gấp gấp. Nó tánh tôi còn nóng lắm, khi nào tôi nguội tôi mới quy y. Tánh nóng thì phải tu để cho nó nguội, chứ còn tánh nóng mà để yên, người ta cứ chọc ghẹo nóng hoài, lửa mà cứ mở hoài lấy gì nó nguội. Cho nên có tu có đạo. Cho nên thứ nhất là nhận thức của phàm phu. Mà nhận thức của phàm phu là lấy cái gì mà nhận thức? Sáu căn. Đây, phàm phu nhận thức bằng sáu căn. Mắt nhìn thấy cảnh, sanh phân biệt, buồn vui giận ghét. Tai nghe tiếng, sanh phân biệt, buồn vui giận ghét. Mũi ngửi mùi, rồi vậy sanh phân biệt, buồn vui giận ghét. Mà cứ cả ngày sáu căn nó hoành hành. Không thấy thì cũng phải nghe, không nghe cũng phải ngửi, không ngửi thì nếm. Có đôi khi làm sáu thứ luôn. Ngửi, nếm, xúc, chạm, nhận thức gì hết. Cả ngày mình cứ trôi lăn. Rồi đại chúng nghĩ có phải không? Như bây giờ mình muốn chuyển cái đó phải làm gì? Cho nên mình phải tập mình ngồi thiền. Mình tập mình tụng kinh, mình niệm Phật. Để làm chi? Để mình đưa cái phàm phu đó trở về chút xíu cái chỗ gọi là thánh hiền. Bây giờ mắt nó cũng thích nhìn phải không? Thôi nhìn Phật. Mắt nó thích là nói phải không, đọc kinh. Mũi thích ngửi phải không, ngửi nhang trầm. Tai thích nghe phải không, nghe chua nghe mỏ. Cho nên một giờ đồng hồ đưa sáu căn trở về, chuyển phàm làm thánh trong tiếng đó. Một tiếng đó nha, mà cũng chưa chắc nữa đó. Ngồi tụng vậy chứ hết giờ chưa tới giờ, nghe nói nó xeo đồ tới 6 giờ bắt đầu mình tăng speed lên. Nhất là mấy cái bài chú giảng sanh rồi đó nha, là được quyền tụng nhanh là bắt đầu tăng tốc độ lên, tụng cho lẹ để đi mua đồ xe không chứ. Cho nên cái phàm phu của chúng ta, cái nhận thức phàm phu, nhưng mà chúng ta lấy cái gì để chúng ta buồn vui biết không? Cái thức,
Cái thức là cái phân biệt. Cái thức là cái phân biệt. Ví dụ nè, người đời á, học mà biết gọi là học thức, gom mấy cái của người ta lợi làm của mình gọi là trí thức. Rồi mình nhìn gom những cái thấy của người khác gọi là kiến thức. Nhưng mà cho dù là học thức, trí thức, kiến thức cũng còn là thức. Mà thức là còn phân biệt mà chưa phải cái của mình, mà toàn vay mượn của người khác. Mà cái vay mượn của người khác là cái thức thôi, là cái phân biệt. Mà còn cái phân biệt là còn gì? Hơn thua. Ví dụ, ví dụ bây giờ mình nhìn Bình Hoa, mắt nhìn cái Hoa bữa nay cắm đẹp, nhưng mà tôi nghĩ bắt đầu phân biệt nha, cắm xấu hơn kỳ rồi ổng qua. Khiều bà kế bên nữa, Hoa cắm xấu hơn kỳ trước. Chị kia chị không tin, bắt đầu quẹt cái phone cái, tôi chỉ bà coi. Quý vị thấy không, nó làm việc ghê gớm không? Con mắt nó thấy, cái phân biệt nó có, mà phương tiện mà cho cái phân biệt nó đầy đủ là cái phone, rồi lưu hình ảnh đó, đem ra tạo tác cho nó. Nó là cái duyên để mình sanh cái này nữa. Cho nên nó cuộc sống của chúng ta mà vật chất càng nhiều chừng nào, hình ảnh nhiều chừng nào, nó cũng dễ dàng cho mình sống lôi cuốn. Cái đó không có gì sai. Pháp Hòa chỉ nói để chúng ta nhận thức, để chúng ta biết như vậy, rồi mỗi khi cái gì nó tới thì mình biết điểm tên đó. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa quý vị nhìn cái hoa này nè, mà quý vị không đắm đuối gì cái hoa này hết á, mà chẳng có phân biệt kỳ trước kỳ gì hết trơn, bữa nay biết bữa nay vậy thôi, thì cái này là mắt là căn, Bình Hoa là cảnh, biết vậy thôi. Cái này gọi là trí. Trí là gì? Trí là không có phân biệt, nhìn cái gì biết cái đó, mà không có so sánh. Hễ có so sánh là có khổ đau, có phiền não, có tranh chấp. Ví dụ như bữa nay cắm bông vậy, nơi cô Năm, bà Năm cắm thua bà Tám. Có so sánh rồi. Mà nhận thức là có so sánh là có gì? Có tranh chấp. Bà đang nói hồi cái nhớ trực là trời ơi, tôi nói nhầm bà Tám rưỡi rồi. Khiều bà Tám rưỡi nói, ê, tôi nói vậy thôi đừng nói bà nghe bà chửi tôi chết nghe. Thấy chưa? Cho nên mình mới thấy là phiền não nó sanh, nó sanh khởi từ đó. Mà nói như vậy để làm chi? Phật là người toàn giác, là Phật có cái nhìn, là Phật nói cho chúng ta biết, để chúng ta cái gì nó đến thì chúng ta biết tâm mình đang ứng hiện sống khởi cách nào. Mình biết để làm chi phải không? Để mình lùi thắng lại bớt. Mà mình cứ song song mình sống cái kiểu đó, mình khổ chứ ai chưa ai khổ. Cái người thứ hai xung quanh mình họ khổ là chuyện đành, nhưng mà mình là cái người khổ nhất, là tại vì cả ngày mình với cái sống bằng cái vọng động đó mà mình không yên. Thế cho nên rồi á, mình nghe người ta nói á, tụng kinh như con vẹt tụng chi. À, cũng đâu có biết, đâu có nhận, đâu có lấy trí tuệ soi sáng gì đâu. Cứ nghe người ta nói vậy, cái nói y vậy đó. Cũng là một dạng học thức, kiến thức, tri thức thôi, chứ cũng không phải do từ trí tuệ mình soi sáng. Cái người mình ta có trí, ta soi sáng, ta không nói vậy. Mà nếu mà cái soi sáng trí tuệ là trời ơi, người ta chịu tụng kinh như vậy là mừng rồi, đỡ hơn nó không chịu tụng. Bây giờ nó tụng nó không hiểu mà nó chịu tụng còn hơn mình hiểu quá trời mà không chịu tụng. Muốn cái gì? Muốn cái nào? Đó. Giờ cái bà đó, bà nói bà đó mà đi chùa vậy bà còn giữ thấy mồ kệ, bà giữ mà bà còn giữ chùa. Không? Mà bà đi chùa riết là từ từ nó mới hết. Cho nên cái người mà người ta giữ mà người ta chịu đi chùa thì cũng còn hơn là không đi. Cho nên vô trong đó là nhúng một cái rồi đi ra cũng được, lâu ngày nó mới thấm. Cho nên cái nhận thức đầu tiên là phàm phu nhận thức. Mà phàm phu nhận thức là qua ba cái gì? Một á, là tự ngã, tức là mình thấy biết theo quan điểm cái này cái kia cái khái cái quấy đó, đó là so sánh. Rồi kế đến là gì nữa? Tranh thua, tranh đua.
đó. Này hơn kia, kia thua nọ đó. Rồi kế đó là gì? Chiếm hữu, có cái tham trong đó. Cái này mà giao tôi làm 5 phút mà còn đẹp hơn nhiều. Mà hỏi chị có bao giờ làm? Ui, làm chi? Không bao giờ làm. Nhưng mà lúc nào cũng nói cái kiểu đó. Đó là phàm phu nhận thức. Phàm phu nhận thức là thấy dụng sáu căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Nhìn sáu xứ: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Sanh ra sáu thứ phân biệt: nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức vậy đó. 6 lần 3 = 18. Mà nhận thức như vậy rồi làm gì? So sánh, hơn thua, tự ngã. Đó là vô minh nhận thức. Cái thứ hai gọi là hữu học nhận thức. Cái nhận thức của bậc hữu học, bậc hữu học là bậc gì? Là cái người đoạn được cái thân kiến. Xưa đại chúng trước khi nói, Pháp Hòa nói một chút xíu là hữu học á, thì nó ngược với vô học. Quý vị nhớ trong kinh thầy nói hữu học vô học không? Nhất là kinh Pháp Hoa đó, mình có cái phẩm gọi là hữu học vô học thọ khí đó. Hữu học là gì? Là những người còn học. Còn vô học là gì? Dám nói những người không học đúng không? Vô học là những người không còn gì để học. Nghĩa là họ đã học rồi, họ học rồi, họ thẩm thấu rồi, họ không còn gì để học, gọi là vô học. Còn chúng ta là những người từ cái hữu học, từ cái phàm phu. Đó là nhận thức của phàm phu. Mà nhận thức của người hữu học á, nó đỡ hơn là sao? Bởi vì người này đoạn được những cái thấy sai lầm và đoạn được cái sự nghi ngờ, cho nên người này có hạnh phúc hơn người phàm phu. Người phàm phu là nhìn đâu khổ đó, tại vì phàm phu nhìn rồi phán xét, còn hữu học là nhìn có suy tư, có quán chiếu, hai cái nó khác. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, cái người mà hữu học á, người ta thấy cái đó, người ta có thể nhận thức giống y như phàm phu đó, nhưng mà may mắn á, là người ta không nói liền. Người ta lắng xuống, người ta suy nghĩ lý có thể nào sự việc như vậy cho nên người đó mới vậy không. Người ta có một chút tư duy, người ta có một chút quán chiếu, người ta có một chút gọi là suy nghĩ để giúp cho người ta chuyển hóa cái lầm, cái trách đó. Cái người hữu học á, đoạn được cái thân kiến. Thân kiến là gì? Là cái thấy sai quấy về cái thân. Ví dụ phàm phu mình mà nhìn thân, thầy nói thân, thân này sao? Thân này thiệt, thân này là trường tồn, thân này là đẹp, vân vân. Nhưng mà cái người hữu học họ nhìn thân này, nói thân này vô thường, thân này bất tịnh. Vì bất tịnh cho nên á, lỡ hôm nào mà nó bệnh một chút, nó đau một chút á, thì cứ người phàm phu là la làng à nha. Trời trời, tôi ăn đồ bổ hoài mà sao nó bệnh. Còn cái người mà hữu học chút á, họ nói ăn thì ăn, chứ nếu ai ăn yến mà cũng không bệnh thì yến, con yến nó không có bệnh. Thí dụ vậy. Thế là mình nói mình có cái thân, có thân nên khổ vì thân. Đó là cái nhìn của người hữu học. Còn cái người phàm phu là người ta nghĩ thì thân này mãi mãi trường tồn, cho nên đau chút ta khổ, trầy tai chút người ta buồn. Còn cái người mà hữu học ta nhìn, ta thấy, thí dụ như này, đấy, cái nắp này nè, rớt xuống rồi, đố quý vị cái nắp này có lần nào bị rớt chưa? Có không? Có. Cái nắp này có từng rớt rồi, mà gặp người phàm phu là dục rồi đó, tại vì nó mẻ nè. Phàm phu mà đem dục đó là tại sao phải không? Để thì xài nó kỳ,
mà dục á thì tiếc uổng. Đây là cái suy nghĩ của Hồng Vũ nha. Nhưng mà người hữu học họ nhìn khác, họ nói ô không sao, nó mẻ chứ nó chưa bể, lắp miếng băng keo vô để đừng đứt tay là được rồi, miễn sao có đậy ly nước là ok. Đấy, cái này là nhìn, cái nhìn của người hữu học. Còn cái nhìn của người vô học là dục á, cái xin lỗi, cái người phàm phu chứ. Là phàm phu là mình suy nghĩ là đơn giản thôi, để cho nó kỳ quá mà đem dục nó đi thì uống, cho nên cứ cất, không xài nhưng mà cất. Còn người hữu học tại sao phải cất? Có là để xài, ăn thua biết chỉnh để xài, biết sửa để xài. Chứ cái người mà hữu học, ta nhìn thân này nè, tuy thân này sẽ giả vẫn phải cố gắng tô điểm nó, và đồng thời phải dụng nó cho xứng đáng. Đừng chỉ trang điểm để chân, tuy rằng có trang điểm nhưng phải xài, lỡ mà nó có hoại đi nữa thì ít ra thân này cũng làm được một chút xíu hữu sự, còn không thì trang điểm mà vô dụng. Hai cái nhìn nó khác. Ví dụ như cái người phàm phu mà nhìn cơm mà nấu nhão thôi đem đổ, cái người hữu học á, ô không sao, nhão nấu cháo, nó nhiều quá sao nấu cháo, tôi cắt ra bớt, tôi nấu một phần cất mớ tủ lạnh, cứ từ từ mỗi ngày nấu miếng cháo ăn. Hữu học nhìn sự việc bằng cách chuyển hóa, lìa được những cái mê lầm chấp trước. Còn phàm phu mà thấy là không được là dục, đốn, cắt, bỏ. Còn hữu học là kệ, tuy miếng dẻ nhưng mà để lao lần cuối rồi dục. Còn phàm phu là dơ là dục mà không sử dụng lần cuối cùng. Pháp Hòa nói ví dụ vậy đó, để cho đại chúng dễ nhận. Rồi cái người mà đoạn kiến, có nghĩa là đoạn được những cái thấy về thân. Mình thấy cái thân này nó thường, nhưng mà cái người ta có tu, tao thấy thân này nó vô thường. Vì thấy thân vô thường cho nên lỡ bữa nào nó vô thường không khổ. Và nếu mà không khổ được, ít nhất cũng là bớt khổ, giảm khổ. Còn mà mình mà thấy thân này thường hoài, chăm sóc hoài, mà lỡ bữa nào nó hơi thay đổi chút là khổ đau cùng tận. Đó là cái thấy của hữu học. Rồi kế đến là gì? Nghi ngờ. Mình có nghi không? Có, nghi lớn lắm. Nghi đủ thứ đó. Thậm chí tu mà cũng còn nghi mà. Nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng, nghi giới, nghi bố thí, nghi cõi trời, mình đủ thứ nghi hết. Mặc dù đừng nói ai, thôi giờ người dân nước lã mình nghi đành đi, người thân của mình cũng nghi luôn. Cho nên cái người mà còn cái nghi á, thật sự ra có đôi lúc á, mình nghi nhiều quá nó cũng không có lợi cho mình. Tại nó tự nhiên nó làm cho mình không có thoải mái, không bình an. Mà nếu việc đó không dính dáng gì mình hết á, mà mình ôm một cái mối nghi ngờ vậy, nó không có lợi lạc gì cho mình hết. Cái đó nên xả bớt đi. Nghi người thân liên hệ tới mình còn đỡ đỡ, mà nhiều khi chẳng liên hệ gì tới mình, tự mình rước vô một cái sự nghi ngờ để tự làm mình khó chịu. Rồi bây giờ tới cái nhìn thứ ba, đó là cái nhận thức của A-la-hán. Hồi nãy là nhận thức của phàm phu, nhận thức của bậc hữu học. Mà bậc hữu học á, là người ta có cái nhìn, ta nên đoạn được những cái nghi ngờ, đoạn được những cái nhìn sai quấy về sự việc. Hay là thậm chí người ta biết quán chiếu tư duy một chút để làm cho cái sự nghi ngờ người ta giảm đi, làm cho cái thân kiến người ta, làm cho những cái thấy hiểu người ta nó bớt đi. Còn A-la-hán là gì? Là những người có cái thấy mà trừ được những cái kiết sự chướng ngại của tâm. Thế nào gọi là chướng ngại của tâm? Một là sắc ái, hai là vô sắc ái. Bây giờ Pháp Hòa nói gì là sắc ái, vô sắc ái? Thí dụ như là bậc A-la-hán á, người ta nhìn một cái người đẹp, dù là nam là nữ, người ta cũng lìa được cái
cái ái nhiễm ở hình sắc. Và thậm chí người ta lìa luôn cái ái nhiễm dù không hình sắc, trong tư tưởng tưởng tượng cũng không còn, nhưng mà phàm phu mình là còn. Có một vị thầy đó đó, thầy đi qua sông thì ai bước lên thuyền cũng trả con đồng à. Riêng cái cô gái chèo thuyền á, xin thầy kia trả cho con 2 đồng. Ông thầy nói: ủa tại sao kỳ vậy? Lẽ ra tôi là người tu, cô phải free. Đằng này cô không lấy đồng một giá mà cô lấy tôi 2 đồng. Nói: dạ 1 đồng thầy qua đò, 1 đồng thầy nhìn con. Lần sau qua đò cô trạc thầy 3 đồng. Ông mới nói: ủa sao kỳ vậy, tôi đâu có nhìn cô đâu. Dạ thầy không nhìn thẳng con mà thầy nhìn xuyên con qua dòng nước, trả 3 đồng. Lần sau ông thầy ông qua đò tiếp, ông không thèm nhìn cô đó mà ông không thèm nhìn xuống nước, ông nhắm mắt lại, cô này chạc 5 đồng. Tôi đâu có nhìn cô, tôi nhắm mắt tôi thiền. Thầy không nhìn con thẳng, thầy không nhìn con qua nước, thầy không nhắm mắt, thầy nhắm mắt thì tưởng tượng con. Cái đó gọi là vô sắc. Ai hiểu cái ví dụ đó không? Có những cái mình đã thấy rồi, mình nhiễm rồi, nhưng mà bữa nào cái đó không có là nhắm mắt tưởng tượng. Mà mình nhắm mắt tưởng tượng đó là vô sắc ái, cái ái nhiễm không hình tướng. Hoặc là có những cái chưa bao giờ mình thấy nhưng do mình tưởng tượng thôi. Tại vì sao? Vì mình sống bằng những cái sở tri của mình lắp ráp vô. Pháp Hòa ví dụ á, quý vị coi quảng cáo trên TV á, có những cái món ăn của người Mỹ á, trời mình thấy nó làm ngon thiệt là ngon, mình có bao giờ mình ăn đâu, cái mình tưởng tượng, chà chắc ngon lắm ha, mình chưa ăn, nhưng mà cái đó gọi là vô sắc ái, chưa taste chưa gì hết á, nhưng mình tưởng tượng cái đó ngon lắm. Cho nên chưa gặp em tôi vẫn nghĩ rằng có người thiếu nữ đẹp như trăng. Thì có người thiếu nữ đẹp như trăng đó là vô sắc, vô sắc ái. Nhưng mà vô sắc ái đó nó cũng có căn cứ chứ, tại vì nó đã từng thấy những cô thiếu nữ khác, rồi nó gom thứ một chút lại, cô kia mắc 2 miếng nó rắp vô cho cô này. Lấy mọi thứ chúng nó ráp vô, rồi nó tưởng tượng một cái hình của nó. Mà theo duy thức học gọi là đọc cảnh ảnh. Đọc cảnh là gì? Nhắm mắt tưởng tượng mình nó đọc cảnh. Không, rồi nó đem nó so sánh cái này với kia gọi là đối chất. Đến khi nó gặp được cái đó, ôi trời ơi, tôi đã lầm. Lúc đó vậy là tánh cảnh. Thấy thật chất rồi mới thấy được tánh cảnh, còn hồi lúc chưa thấy là so sánh. So sánh gọi là đối chất, nó tưởng tượng xong nó đối chất. Ví dụ như mình nhìn một cái chén chè mà không biết chè gì, nhưng mình thấy trong đó, trời ơi này thì giống chè khoai môn chứ gì đâu. Mình nhìn cái đó, tự trong tự mình suy nghĩ cái chén chè đó, mình đem một cái chén chè mình đã từng ăn, mình so, gọi là đối chất. Đến khi mình ăn vô mình biết được rồi, à nó không đúng gì chơi mình nói. Cái đó là đúng, là lúc đó là mình mới tánh cảnh đó. Thì chúng ta cũng như thế. Cho nên bậc A-la-hán là các ngài vượt 2 cái này, vượt cái sắc ái, vượt cái vô sắc ái. Vì sao? Vì các ngài quán thấy bất tịnh của tất cả các sắc. Nếu mà mình chạm vô một cái sắc thì nó làm mình khổ, mà mình tưởng tượng thì làm mình trầm luân. Cho nên có những người mà người ta mất thần thông là tại vậy đó. Chư thiên mà xuống dưới phàm phu này rồi á, có thể sờ miếng đất để lưỡi ném, có thể mất dây thần thông ở lại đây luôn tới giờ. Cho nên ta mới có cái bài thơ đó: ta cứ tưởng trần gian là cõi vui thật, cõi tạm, vậy mà ta ở tới bây giờ. Ta cứ tưởng trần gian là cõi tạm, thế nên ta ở mãi tới bây giờ. Biết tạm mà ở mãi là 2 cái mâu thuẫn.
sắc ái, vô sắc ái. Mạng, mạng là gì? Mạng là sự kiêu mạn, mà chữ kiêu nó khác với chữ mạn. Kiêu á là mình kiêu hãnh với những cái gì mình đang có, còn mạn á là mình những cái gì mình chưa có gọi là mạn. Cái gì có kiêu hãnh là không đành, đành đi, không có tưởng tượng. Thí dụ như là mình nhìn người ta giàu thì mình cũng tưởng như là mình cũng cỡ vậy đó, rồi mình đi đâu mình cũng nổ. Cái đó mà vừa kêu, cái đó là mạng đó. Cái mình không có mà mình vẫn tự hào, tự ca ngợi đó là mạng. Còn cái mình có rồi mình đi khoe khoang gọi là kêu. Hai chữ nó khác vậy đó. Sắc ái, vô sắc ái, mạng. Cái thứ tư gọi là trạo cử. Các ngài lìa trạo cử. Trạo cử là gì? Trạo cử là những cái sự lăng xăng, không yên. Cái thứ năm là vô minh, là không thấy rõ lẽ thật. Thì bậc A-la-hán, bất cứ cái nhìn nào của các ngài, các ngài đoạn được năm cái này, cho nên cái nhìn của ngài, các ngài nó khác. Thí dụ như các ngài không còn vô minh, cho nên các ngài nhìn cái gì cũng bằng minh, bằng tuệ. Còn mình còn vô minh, cho nên mình nhìn đâu mình dính đó, mình nhìn đâu mình phiền não đó. Và cái nhìn của người thứ năm đó là Phật. Cái nhận thức của Đức Phật là nhận thức của gì? Là nhận thức toàn vẹn. Nói một cách khác là bằng tuệ tri. Thưa đại chúng, chúng ta có cái nhận thức của phàm phu, chúng ta có nhận thức của hữu học, nhận thức của A-la-hán, nhận thức của Phật. Đây là bốn dạng người, bốn hạng người mà có bốn cái nhận thức khác nhau. Bây giờ phong vào ví dụ ha. Nhận thức của một cái người trẻ mới vào đời, nhận thức của một người trung niên đã đi vào đời mấy mươi năm, nhận thức của một người lớn tuổi cao niên dày dặn kinh nghiệm tương đương với A-la-hán, và nhận thức của một bậc tu tập giải thoát. Đó, mình nói gần vậy đó. Một người trẻ đó, nó lớn lên đó, cái nhận thức nó còn nông cạn lắm. Đó là nhận thức của phàm phu. Nó nóng nảy, nó bồng bột, nó hấp tấp, nó vội vã. Cái gì không đúng là nó nổi cơn nó lên, mà nó không cần biết sai quấy. Đó là cái sống của phàm phu, cái nhận thức của phàm phu. Như những thanh niên thiếu nữ mà nó mới lớn, nó lớn lên là nó đi theo cái tiếng gọi của cái đời sống trẻ vậy. Rồi sau một thời gian cuộc đời nhồi sọ nó rồi, cũng giống như mình bây giờ trung niên rồi, thì bắt đầu mình có cái nhận thức nó hơi khác khác hơn. Mình biết phải, biết quấy, biết nhường nhịn rồi. Thì sao? Cái đó là nhận thức của hữu học. Sau thời gian rồi, trời ơi, phải có kinh nghiệm chút xíu chứ, mà có kinh nghiệm là có hữu học, có học rồi. Rồi bây giờ sẽ đem hai cái của mình lại mà so với một cái kinh nghiệm sống của một người lớn tuổi như ông bà nội bà ngoại mình bằng không? Không bằng. Tại vì các vị này bây giờ sống bằng kinh nghiệm, đã trải qua. Bây giờ xin lỗi, bây giờ ví dụ như các bác lớn tuổi đi, bây giờ đối với các bác mọi việc nó bình thường, tại vì các vị này đã trải qua hết rồi, buồn vui thương ghét hưng suy của cuộc đời qua rồi. Cho bây giờ các ngài ở như cái bậc la hán, đoạn trừ được những cái kiết sử đó rồi. Đối với một người tu tập như những bậc trưởng lão hòa thượng, các ngài cũng không còn những cái phiền não đó, như là cái nhận thức của Đức Phật. Thì Pháp Hòa đem bốn dạng ở trong cuộc sống ra để so sánh, cũng giống như đại chúng thấy mình có phàm phu, có hữu học, có A-la-hán, có Đức Phật vậy. Chúng ta tu á, phần lớn là chúng ta sống trong đời là chúng ta sống bằng cái nhận thức. Mà cái nhận thức là cái còn hai thứ. Một là
sở tri chướng, hai là phiền não chướng. Cái chúng ta còn nhận thức là còn hai cái chướng này nha. Thế nào gọi là phiền não chướng? Bực bội, giận hờn, đó là phiền não chướng. Rồi những cái gì mà chúng ta gom góp mà cho là cái hiểu biết của mình thì gọi là sở tri. Hai cái đó nó luôn luôn nó ngăn, nó cản trở mình, gọi là chướng. Nó không cho mình tiến bộ. Pháp Hòa ví dụ như á, mình làm một cái việc gì đó, cái mình biết chưa chắc là đã đúng hoàn toàn. Có những người người ta hay hơn, mình nhìn người ta làm. Pháp Hòa nói ví dụ vậy đi. Ví dụ như mình luộc tàu hủ kỳ lên, mình để vô cái miếng rong biển á, mình cuốn lại, mình kêu là làm cá, mình đem đi hấp, rồi mình để cho nguội, rồi mình cắt ra, mình chiên, mình kho, mà sau lúc kho ra rong biển nó vẫn tróc. Cái sở tri của mình là vậy mà. Nhưng mà mình không chịu học người khác. Mặc dù mình biết cái mình làm vậy là không đúng đó, nhưng mà ai chỉ mà không làm. Giờ muốn biết làm sao không, không tróc không? Muốn không? À thôi để kỳ sau nói. Thì á, mình muốn vượt được cái sở tri đó thì mình phải chịu khó mình học. Lấy cái bột năng pha hơi mỏng một lớp, phết lên cái rong biển đó, rồi để cái tàu hũ kia lên quấn lại, chiên kho không bao giờ tróc. Nó chỉ chút xíu vậy thôi. Nhưng mà mình không học là sở tri. Mà nói lần mình làm ra mình kho là nó bấy nhảy cái nồi rồi là, mà gặp là nhìn là phiền não. Thấy mình kho trật là phiền não, mà không chịu học người khác là sở, sở tri. Mà hai cái đó là cái không nên có. Mà hãy còn cái đó là còn phàm phu. Mình tu á, là mình phải chuyển thức thành trí. Mà trí tuệ nó có hai loại. Trí tuệ của bậc hữu học là trí tuệ gì? Là văn tư tu. Trí tuệ của bậc vô học là giới định tuệ. Ví dụ như trí tuệ của cái người còn học là phải văn, là phải nghe, suy nghĩ những cái gì mình học gọi là tư, rồi mình tu tập để sanh tuệ gọi là tuệ. Văn tư tu là bước đầu của người có trí tuệ ở cái bậc hữu học. Ồ, người đó sao có trí tuệ vậy? À, tại người đó có văn tư tu. Nhưng mà văn tư tu xong rồi mình mượn cái văn tư tu đó mình tu tập, mình chuyển cái văn tư tu thành giới định tuệ. Do giới mà sanh định, do định mà có tuệ. Người mà tuệ nó sinh do thiền định mà có, đó là trí tuệ của bậc vô học. Hay nói một cách khác là cái người đó là vô lậu hay là hữu học. Cho nên á, mình còn sống trong cõi đời là mình còn nhận thức. Mà cái nhận thức của mình mà nếu chúng ta mỗi ngày chúng ta biết chuyển thức thành trí thì nó làm cho mình an lạc hơn, hạnh phúc hơn. Còn nếu không thì cứ sống theo cái đà của sở tri của mình, phiền não của mình, thì mãi mãi là nhận thức của phàm phu. Mà tu thật nhiều nhưng mà cũng không chuyển hóa được gì hết. Thì hôm nay trong cái buổi chiều này, Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng bốn nhận thức, hay là bốn hạng người, bốn cái nhận thức của bốn hạng người: nhận thức của phàm phu, nhận thức của hữu học, nhận thức của A-la-hán, nhận thức của Phật. Bây giờ đem bốn dạng người gần mình nhất để ví dụ. Nhận thức phàm phu tương đồng với nhận thức của thanh niên thiếu nữ mới lớn, còn bồng bột, còn nóng nảy, chưa có đủ kinh nghiệm xong. Rồi những người trung niên có một khoảng thời gian đã thất bại rất nhiều và có được một chút kinh nghiệm để sống, là nhận thức của hữu học. Rồi nhận thức của các bậc trưởng lão là nhận thức của A-la-hán.
là hán. Và đến khi nào nhận thức của một người tu tập có chiều dày, quán chiếu giải thoát, đó là nhận thức của Phật đó. Thì cái mà chúng ta nhận thức vẫn còn phiền não khổ đau, còn cái gì mà do trí tuệ soi sáng thì cái đó vượt ngoài đau khổ. Tại vì trí tuệ là gì? Là thấy biết như là, mà không hề so sánh phân biệt hơn thua. Vẫn ví dụ như đấy, đây là hoa li li, nhưng mà cái nhận thức của người bình thường là li li này nó không đẹp bằng cái li li kia. Cái người trí là không nói thế, cái nào nó cũng cái đẹp của nó. Cho nên á, một hôm Ngài Hoằng Nhất á, Ngài ăn cơm với một ông tướng, thì Ngài ăn cũng kẻ muối nó mặn, rồi Ngài uống nước, cái thì ông tướng mới nói: Hòa Thượng ăn cơm gì kỳ quá. Ông mới nói: có gì đâu kỳ, củ cải nó mặn, nó có cái ngon của mặn, gì có cái giá trị riêng của nó. Mà chính người trí có giá trị riêng của nó, cho nên vượt ngoài so sánh. Mà còn so sánh là còn thị phi nhân ngã, còn hơn thua, còn tranh giành. Mà còn tranh giành tức là còn cái cách sống của phàm phu. Mà vượt cái đó một chút là hữu học, vượt hơn cái nữa là A-la-hớn. Đến khi chúng ta nhận biết như là cái trí nhận biết của Phật. Thôi chúc đại chúng an lạc.